Đây trăm đó trăm, đây trăm. Đánh với tường. Em mang ngoài tính con chuột đến đây em ơi. Với lại túi của anh. Kéo căng mà. Ngang cơ thôi, ngang nhau lắm. Chuyện hay quá. Bừa chưa? Bừa. Cái anh em. Nghĩa anh em mà ai nói gì đâu. Có ai dám nói gì đâu. Đừng nói. Không đừng nói đâu, okay, anh em ngoài đó, okay. Đánh bình thường thôi. Còn nói chuyện là nói bình thường, không ai nói gì đúng không? Đó đừng bắt cây bắt cối nguy hiểm cả trường ấy. Lên mẹ anh thẳng em. Cứ máy bay đi trường. Thế vô. Không, cứ lấy ổ kia. Đúng rồi, biết rồi ai hả? Sina, Sina, đóng cắt đóng đây này. Đây dưới này, dưới này. Sina. Sina. Sina trang của tàu đấy. Tàu à. Blog Sina chồng Chien đấy. Ôi đéo rồi này anh em. Hiệp 2 tính sao không chơi? Không chơi đấy trời ơi. Sau trường đi tiên mà không được. Đi Hòa được không? Đi Hòa thì anh làm sao em khổ, em bị điên đầu chập giờ mày. Bây giờ mình cứ để vậy thế mình khó làm cái gì. Mình để làm gì mình khó làm cái gì. Tiếp tục đội ông sáng tệ. Khổ mình. Khổ làm cái gì. Nào đây giờ nhiều mà nói gì cho. Tiếng liền chơi lại tiếng liền. Ô tiếng lắm đấy. Tiếng lắm. Đến nước nha. Ai sợ đi qua. Có gì hỏi vậy? Thì chuyện bên đây ai nói gì đâu. Muốn gì mà người ta hỏi. Chuyện bên đây ai nói gì đâu. Tôi bây giờ chúng mình đếm nước từ nước 25 đúng không? Ăn cây 25 gì à? 25. Wow, cái gì? Tôi 26 cho nó sống xanh. Thì 26 mẹ sống xanh thì giờ bây giờ mình mẹ buôn dưa lê hết rồi không? Ông hiểu bây giờ anh em là giờ buôn dưa lê. Được. Hiểu bây giờ anh em là... anh em mình giờ buôn dưa lê rồi không? Anh em mình giờ buôn dưa lê rồi. Chiếu gì chiếu đi. Chiếu về xí chiếu hay mất cây cũng được, đúng không? Đếm nhá. Đếm nhá, đếm nhá. Đếm nhá. Anh em đếm nhá. Bà ba. Đó, em đếm. 363 xong gì không? Kệ chưa? Kệ à? Không biết. Ôi nguy hiểm quá, nguy hiểm quá thưa anh, chạy đúng quá thưa anh. À ôi lại ăn nhổ để em ăn đếm nó. Ăn là đếm đúng không? Được, cứ đếm đi. Bốn tám sao vậy? 48 hay là 40 đánh cờ bắn thua cho 48. Cờ ai đi anh Hòa? Cờ ai đi anh Hòa mà bịp mà. Ai đi anh Hòa mà Hòa đi. Ai đi Hòa Hòa đê. Tiếp tục. Từ từ ai đi Hòa đi. 8 bịp à. Ôi rồi hả? Đấy. Ra tầm hả? Hết rồi. Ăn trường thôi. Yeah. Hết rồi. Tường hay quá. Tường hay quá. Ăn làm sao cỡ đấy, mình đang đi thà, mình đang muốn giết người ta, ai đi ngoa. Pháo mã cho anh ấy cả ngàn hù biệt. À. 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 Con rớt. Không cái gì, ai nói nhiều. Ai nói nhiều. Ai nói nhiều. Về về bom bom. Để vẫn về bom bom từ từ từ. Anh mới danh thủ, mình phải đánh theo kiểu danh thủ. Em hiểu không? Anh mới thấp thủ. Đó. Đánh cái Vũ Thanh là sao? Đánh cái dân thủ là theo kiểu dân thủ rồi, còn đánh cái Vũ Thanh thì đánh dâm thủ là danh thủ thì biết dâm thủ thì đánh với danh thủ, mình đánh theo kiểu danh thủ, anh mới thấp thủ mình đánh theo kiểu thấp thủ, đánh với dâm thủ. Anh hiểu không? Một anh trông em thả tim mà nờ mái được không? Một. Thế ơi, tôi lấy ra lo bổ ở trong thủ. Thế rồi em uống xong. Bay đây. Mày gọi đây, ở đây không bay được. Về gọi đi. Danh thủ nó đánh theo kiểu danh thủ nó khác, mày hiểu không? Thế. Tao máy món bia là món ngon nhất đúng không? Ta kiểu iPhone này. À, vừa đi đi bằng này à? Chủ nhân có về nhá. Bụp ba. Chưa nữa. Bụp ba chút chít. Người lính đi cho anh. Cờ đúng phong cách người lính nó khác. Tệ. Ai làm nói gì đâu. Một cờ lái không một thì đúng rồi, đéo bây giờ chậm người ta được. Anh hiểu không? Cờ này mà không một thì là sự đéo bây giờ chậm người ta, không bao giờ chấp được người ta phân độ ấy được. Mày cũng cái gì một tay kệ mẹ tôi, ông hỏi gì mệt hết cả người nhỉ. Máy bay đi Trường Hai, máy bay đây. Yếu à? Yếu à? Đấy. Máy bay luôn à? Đấy. 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 Tôi đừng nói thôi mà nó gà mồm. Về về cho ai nguy hiểm quá cho ai. Đứt rồi. Đứt dày. Đứt đâu. Đứt đấy. Rồi. Hết ý tôi rồi nhiều. Không. Chi nó trạm trạm. Chưa có gì đánh đinh thôi. Thôi em nói vui thôi anh. Cả quá hồ đài. Đây hẳn đi. Rồi. Ơi. Mẹ đâu cho bố nói chuyện nào. Đưa mẹ này bố nói chuyện. Cao quá nhỉ. Mà này cao này, mình đã người lính rồi. Sao phải cao với thấp đi. Sao phải cao với thấp. Cờ cao với thấp làm cái gì đi. Cao thấp làm cái gì. Yeah. Ôi người tình nhỏ rồi. Này người tình nhỏ. Cho người tình nhỏ. Cái giỏ. Cái giỏ à? Nhỏ à? Đi. Cho người tình nhỏ nha. 1-0. Quên nhầm, từ từ mình nhớ đã. Mình nhớ ra 1-0. 1-0 hay 0-1? 1-0. Trừ cái tỷ số. Cờ Trường Mậu Anh thì đéo đỡ này đi mẹ tiếp đi. Cờ thấp đi cho anh. Đấy. Đấy. Phải hiểu anh cờ mẹ ai đó. Hiểu anh cờ mẹ ai. Đúng rồi. Muốn đánh với ai. Muốn đánh với ai thì đánh. Quốc tế tối sư. Cờ quá giải thôi chứ. Đánh nha. Đấy. Tránh mồm chó ngựa đi. Làm gì khổ ấy Trường. Đúng rồi. Giải thôi. Quốc tế. Tránh mẹ mồm chó con ngựa đi Trường. Khổ làm gì à Trường. Đây. Đây. Tổ sư nó không? Tránh mẹ mồm chó con ngựa đi không? Ôi trời ơi. Cơ này à. Tránh mồm chó con ngựa đi Trường. Đi, đi. Tránh mồm chó con ngựa đi Trường. Tránh mẹ mồm chó con ngựa đi Trường. Ôi dồi dồi dồi. Ba ba tay cũng đẹp quá, tránh mông vô thôi ạ. Ba theo kia đi, tùy các bạn thôi. Bây giờ các bạn ý các bạn sao phải không? Ba ôi cao quá nhỉ, mày đâm cái gì mà cao thấp, cao mới thấp này, hay không? Thêm mạnh à đi hả? Dừng đồng hồ thêm 2 lỗ nữa nha. Đó mày mà thêm anh như là để bây giờ để anh em mình nói chuyện tiếp luôn đi anh nào. Đó này nó lòi thêm được tôi đeo khoái chuyện lòi mà thêm thêm mẹ đi. Trường lại khoái quá, nóng quá rồi. Anh Cờ mấy Trường đừng có dọa Trường nhá, đối Cờ đừng có dọa Trường nhá. Cờ đừng có dọa Trường, Trường run ghê bỏ mẹ không? Anh Cờ mấy Trường, Trường run lắm nhở. Đừng có hỏi, đừng hỏi vì thôi buồn. Đúng rồi, đừng rồi dễ thêm gà đi ghé mà chưa đánh tè đấy, chưa tè mới ra không dám thêm đó. Thì đó tí nữa thế nào con đồ mà cô yếu mà không thêm không được vô lý quá vậy. Muốn cái chi mà tặng trả vậy? Ai càng ngày cũng trả. Ok. Đéo biết được đi. Thôi, cút ra. Gây lọ nào, không chơi gây lọ nhá. Ai quan tâm? Em lên. Đi đi nhanh gần đây nha. Thế đó. Đi nhất đúng. Mày khỏe ai được. Đéo biết đi bừa chưa? Mày khỏe ai được. Kệ mẹ bừa chưa? Đéo biết được. Đi ăn đi. Chưa? Mày khỏe ai được. Đi đâu thằng. Khỏe ai được. Khảo quá nhờ. Thử con mẹ đi Trường bừa đi chưa? Cứ bừa thì đéo ơi. Mình là người lính rồi sao phải ngợi ai? Mình phải ai được. Mình là người lính rồi sao phải ngợi ai được. Mình là người lính rồi sao mình ngại ai đi đi. Chị bỏ trời đó. Không được bỏ. Cứ bừa đi Trường. Bừa đi đúng rồi. Đó hả? Anh bồ cái sao bạ giải? Còn không được hả? Đừng có bóng hồ hay lần này. Ai bấm không? Đi đi. Nè. Hết rồi, thua. Dạ. 3, 1. Quên mình đéo để bây giờ. Đánh vô phút đầu chứ, không vô chứ. Dạ. Vô phút đầu chứ. Ta đánh thời gian là Mẫn đã nhìn thấy thời gian rồi nó lên. Họ lấy xe bỏ mãi chứ đúng không? Nó đánh giờ. Không lúc ấy là Mẫn nó đánh giờ rồi nó nhìn hết. Đầu chiếu đá lui về chứ bằng xe. Chiêu anh em bắt đầu không kịp anh. Vô lui về chứ. Còn có 5 dài anh. Xe người ta đây mà. Lúc giờ đây chiếu ăn xe này. Xe người ta đây. Em vô xe đây này. Đúng rồi, đúng rồi. Xe ở đây làm ngay chỗ này. Nếu mà hết giờ rồi anh. Hết giờ còn có mấy giây rồi vẫn nó đánh loạn cào cào lên để nó ăn giờ. Loạn cào cào rồi. Đấy mà thua. Mình nói với xì lạ thì mình nói với tài gì. Thiệt, mày nói với tao không được. Chê. Tự với mình là như đó. Đấy mà thua. Cờ đó thôi bình thường với đâu Trường. Ăn mẹ luôn thì cứ ngồi nghĩ nó cỡ. Ơi rồi. Hay quá, bận đánh hay quá. Được giải mà, nó cái gì đâu mà anh. Đường dài. Còn nhiều trong gai. Đường còn dài còn nhiều trong gai. Hay không? Mà. Vui. Tôi ý rồi thầy chỉ la với thầy đừng cơ mẫn. Vẫn hay quá. Thấy cười thầy đó. Vẫn hay quá. Vì thầy chỉ la đâu. Đéo biết được đi. Đánh cái nguyên tắc là làm thân mà. Này. Cô tơ đánh cho tà le luôn cô tơ. Em thấy cái hậu quả của em rồi đó. Em đi sai nước là em chết rồi đó. Vẫn hay quá. Không ai hiểu biết đi. Bật điện rồi. Đến dùng cái gì? Mình có cái Đạt xong rồi. Ada lên trang mạng mà người tầm tạc bắt với nhau mặc đít. Bạn vô vào trường học. Cái này mà thi Mara Game mà dành cho người tầm tạc Nam mới chắc. Cuốn đi trường. Thì đó anh làm chính. Đồ nó muốn được luôn đó. Đồ chơi. Được rồi, quên đi không được rồi. Không nghe gì. Cái đó mà hành bằng kia vô Phùng Quân Điệp rồi bán nữa. Chào. Phùng Quân Điệp rồi bên nữa. Là nhìn thì bao nhiêu chương đấy. Chào mới là mới hiểu đâu. À mới tay khiết đó. Chào, đó chào là mới hiểu đâu. À hi hi. À hi hi. Bừa mẹ rồi cờ cứ hỏi mệt người. Bỏ đi mà làm người. Của thầy Phương đấy nhá. Thế à? Đâu đọc lại để đọc luôn đấy. Thơ thầy lại khác. Anh thì trình độ mầm non mẫu giáo đòi làm thơ. Bừa rồi đi bừa bên kia tại vì thông tin tôi cung cấp cho tôi. Anh theo ai đây? Phê địch. À, mình ra muộn một tí là không kịp theo. Vào. Thêm vào. Bảo anh nghĩ thêm anh chụp trăm đi ấy, vào đi. Thêm đi. Mày làm sao mày cứ đánh đi, đấy việc của tao. Tao chẳng vội, tao hút xong điều thuốc tao xem tình hình thế trận. Rồi. Chưa ai ăn được tiền của tao đâu. Ít người, rất ít. Và trong danh sách đó thì không có Hải Phương. Phương này sách. Hải Phương bộ sách gì đâu rồi. Ơi về ăn thôi rồi. Chỉ là vui văn nghệ thôi. Không ăn thì mình bịp mình thì mình phải ăn đấy. Vừa tiếp tục độ trong sáng. Đó. Chí của cái. Lên. Trong về ra đó. Chả biết được cái chuyện đến đấy. Bây giờ mình bị khổ ấy Trường ấy. Cờ bây giờ Trường cứ bị khổ ấy Trường. Ha? Sao anh Cờ bây giờ cứ khổ ấy hả Trường? Thì mày thì mới khổ xúc thôi. Không, chả biết anh em cứ từ anh em nói hiệp sau phải không? Cái gì bị khổ ấy Trường? Khổ ấy chưa? Đê thế đúng rồi, bừa thì mới sang tiền. Này thì bừa này, đê bừa, đánh cho hết cặp bừa luôn. Tóc cài bình thường. Này thì bừa này tóc cài bình thường. Cút Trường này. Cần Trường cút. Thôi Cút Trường. Cút Trường lướt ai loi gì đâu lướt ai dám nói gì đâu, mình giờ mình phải lướt nhá, phải lướt đấy. Cờ thấp đi Trường ơi, đừng cao quá nguy hiểm đó, chưa thấp rồi đừng đánh cao Trường. Đừng đánh cao ở Trường ơi, nguy hiểm quá Trường ơi. Ôi, thế này hả Trường ơi? Tùy bạn thôi, bạn muốn làm gì bạn làm. Ôi, gì? Cooper. Cũng đi ngoan quá nhỉ? Thế, Cooper. Trời ơi, quá đi nó rồi, trời ơi. Tiến mẹ xe trước cao hơn nên chị em gì nhỉ? Chả biết rồi. Rồi, xuống rồi. Ôi, sao? Ra, xào ra. Dứt khoát. Dứt khoát đi. Dứt khoát về đường à? Dứt khoát về đường à? Dứt khoát về đường à? Thôi đấy, còn gì nữa mà. Biết anh rồi, đồ anh ra chiêu độc mạng em hiểu rồi. Tưởng là rất sợ những cái cờ linh tinh mà tưởng bị đánh. Đó không? Đánh như đây mới khiếp được kia, muốn đường thường nó không khiếp. Con mèo ngon không mày? À, béo rồi. Đi mấy ai chưa? Béo. Con mèo ngon không? Con mèo ngon không? Mày lên sĩ này trước khi mày thôi á, đừng có nói nhiều. Đừng cho mèo ngon mày. Hay quá nhỉ. Đánh cho em thấy thế nào là bà tướng luôn. Sợ người ta phê lại là sợ là đang buồn ghê. Buồn ghê ngọng. Buồn đi, buồn đi. Đã địch bạn vào đây cao. Vào đâu không thua biết đi. Đi rồi biết. Đi rồi biết, đi hòm đi đấy. Mà nó không chín ăn bánh. Chào ăn làm đéo, ăn thì mà thua à? Ăn ông bị bịp tôi mà ăn cái gì đi. Ờ, chả biết được đi. Ăn không thì tôi thua ông điên đéo đâu. Chưa bị điên, Trường chưa bị điên. Đó, đệ. Trường chưa bị điên. Làm gì? Trường chưa bị điên. Trường chưa bị điên. Trường chưa bị điên, vừa đi vừa. Kệ tao. Mày làm gì? Kệ tao. Thế được. Chả biết gì. Hỏi đeo rồi trả lời. Mình ăn mẹ đi cao nhỉ. Ăn mẹ thì ai nói đeo rồi đi. Chuyện bên đấy ai hỏi đeo. Đúng rồi. Rồi. Đừng có bóc đồng hồ đâu. Ai nói chưa? Đi. Ai nói chưa? Ai nói chưa? Rồi. Chiến đấu tốt. Đi. Em ai nói tiếp chứ ai nói gì đâu. 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 Vào tốt làm nhau là này. Ai nói chưa? Ai nói chưa đi? Ai nói chưa? Ai nói chưa? Ai nói chưa đi? Ai nói chưa? Ai nói chưa đi? Ai nói chưa? Sao đi? Hay quá, Mận hay quá. Rồi nhìn vợ rồi quấn thoát. Hay quá. Nhìn vợ quấn bỏ hết nhiều cái bồi. Đó anh hiểu em rồi nha. Bây giờ hiểu rồi. Hai không. Em đùa. Hai. Sẽ còn thua nữa. Quả là thua nữa đâu. Chiều mình thắng luôn mình nhào Trường nhỉ. Đúng rồi. Làm sao thì ông thắng. Tốt ăn uống xin là tôi thua. Thế thì mời. Chiều ấy thắng mẹ luôn rồi. Chiều thắng rồi. Tụi bạn đánh cố tình vào cái chỗ đó. Cố tình ăn giờ mà. Nó ra xe đây mình chiều thắng mẹ luôn gì. Em ăn hết ăn thôi. Ông ấy mắng rồi. Tại ông đấy, hôm qua tôi thua tiền tại ông đấy. Đâu mình chiếu thắng luôn, chiếu mình lên tượng thắng mẹ luôn. Thắng mà thắng. Dê. Hai bán rồi. Còn 4 giây là thắng. Dê. 4 giây chiếu thắng con mẹ luôn. Thôi cả gì đúng rồi. Tiền nó túi. Tôi là thế như tiền của tôi. Tiền một túi. Cái gì đó 2-0 à? 2-0. Sắp cơ lại nó đang chiều. 2-0 đi về đội trồng khoai. Đúng rồi, Ngài Ninh nói chuẩn rồi, chơi phải đàng hoàng, hạn chế chửi bậy đi. Nói linh tinh thì được. Không, tốt nhất là đừng nói. Đừng chửi bậy. Nó làm gì? Đánh gì. Lấy tiền bỏ túi gì đâu. Thế thôi đúng không? Ai nói gì không? Chả ai nói cứ lịnh tiền mình chiếu mình lên tượng thắng luôn, mình không nhìn đâu đấy. Ai biểu nói nhiều thì quay xì, nói nhiều nó xì hơn. Mấy chú đến cờ độ rồi gì đâu nói gì làm gì. Làm gì vậy người lặng thinh lĩnh tiền thế thôi thì phải khổ đúng không? Lặng thinh mà lĩnh tiền thì khổ. Lặng thinh lĩnh tiền lặng hơi mệt rồi. Chả biết được đi. Chết với Mẫn rồi. Trời ơi. Qua với chứ mình trong đây còn ủng hộ nữa đúng là úa xuôi. Nhớ lại. Nó có tí độ ở bên kia mà. Đổ tại thằng Châu qua thua đổ tại. Mình là người trong giang hồ. Nói thì kệ nó. Chưa thấy ông nào ấy linh tinh để ông Trung mắng ở trong mạng nhỉ? Dạ đang nhịn đấy anh ạ. Đang nhịn mắng, đông người xem quá rồi đấy. Mình mắng cái thằng nó nói linh tinh chẳng sao mà mình mang tiếng uy tín. Thì nó gọi ai comment của ông Mận bị điên ông nào comment này. Ăn con vậy? Mớn gì biết gì là? Ủa ông Mẫn bị điếc à? Không ấy. Mẹ nó ấy. Nó rồi. Cái đó. Computer này muốn gì mà. Rồi cái đó. Tập trung vào đang bị sát hại đấy. Hỏi nó ở chi nữa mà mệt đấy. Ăn gì cho mệt người á? Chả ai biết đâu. Thôi đừng nói này. Chả ai biết rồi. Cứ đổ nó đừng nói lung tung gì. Tiền vào túi. Cứ tiền vào túi là lĩnh thế thôi. Ai nói, ai dám nói nhiều không? Chả ai dám nói. Dương ơi có cả Sila, cả ngài Trần Văn Ninh, cả anh Tuấn Mập, cả ông. Ông Đông Hải Thánh Nhân ông đổ tại tôi là ông qua đánh với Trường à, tại tôi nói thì ông thì mới thua đấy, chơi kiểu ấy đổ tại. Ăn kia lấy bao thuốc chưa? Tao hóa đóng hết cửa rồi. Đổ tại. Vào lấy thuốc mèo nhá con em ạ. Đây quá ăn đưa tôi gọi cho anh. Lê Đình Dương đấy anh Dương đấy. Dương cả sự. Đâu. Giá. Lê Đình Dương mà có nghe giọng rồi vui quá luôn, có cả Hồ Nguyễn Hữu Duy này, toàn Hà Nội thì gần như có đủ luôn. Hết các danh thủ. Chả biết được, chả ai hỏi. Ui Cường chắc là đi cờ bạc rồi à? Ai hỏi gì đâu. Chú Đoàn đi cái Đoàn à? Hai cái đứa không xuất hiện ở đây là. Rồi. Ai biết là đi. Hôm nay Kim Loan gọi điện đấy bảo gọi điện nói chuyện với Trung là tắt máy ngay. Mày xuống mày mua, tao có chửi ngay em, chửi ngay gọi điện em nghe điện thoại em chửi ngay. Đứa dập lưới với nhau đi rồi. Thử mẹ vừa chưa em? Em chửi ngay. Thử đi. Thử ấy. Cái ông Việt Triều ấy ông hỏi ít thôi, lúc nào lại Đức Vinh ông tôi không giải quyết vụ lại Đức Vinh ông đi mà gặp nhá. Lúc nào cũng hỏi là có lại Đức Vinh không, sao anh Trần Văn Ninh không đánh, người ta không thích đánh là không đánh. Ông Trần Văn Ninh đang ở đây nhưng ngài không thích đánh. Còn muốn biết lý do tại sao thì tự đi gặp ngài mà hỏi, không giải quyết được nha. Hai cái đánh như đi phải không nhận em toàn cái kiểu hỏi linh tinh. Ông Việt Triều hỏi ít tôi, ông hỏi câu nữa tôi chặn ông luôn đấy nhá. Hai cái nói là làm đấy nhá. Nào đây. Hai cái cứ như kiểu là chuyện ghê lắm. Vại lại hỏi lại câu ngày hôm qua. Lần nào cũng hỏi. Nào ơi, tiền này. Mấy vị sĩ rồi đó. Nó là bị liều. Đéo thể tả được chứ không phải là khó tả. Anh chồng ơi có lại Lý Nguyên không? Cứ lúc nào quay ông này hỏi ông kia. Bảo sao không có gửi không bảo lại Huynh đánh, bảo gửi đây 10 để tổ chức lại Huynh đánh thì im. Đưa 10 đây là Huynh đánh ai? Anh nhở? 10 mà lại có trận ai thắng lại có 10 tôi đánh ai? Đưa đây không? Xem miễn phí. Ông thích xem nó không đưa đây. Mẹ toàn xem miễn phí rồi người. Huynh mới cả lại Huynh này. Mình thích Vũ rồi đấy. Vũ Xuân Quân ạ, Xuân Quân Vũ ạ. Huynh này. Đéo phải đấu, từ từ thế là anh em dễ nói chuyện. Đê. Huynh bừa hay chưa? Bừa hay chưa? Huynh. Huynh Thành có thành trí không? Dĩ nhiên có thêm không? Thế mẹ luôn thì sao mình ngợi anh cờ thằng này mình ngợi á, nhầm đối tượng rồi đó. Đê nhiều cái kỳ lắm thấy không? Kỳ lạ anh em còn nhiều rất nhiều cái kỳ lạ thấy không? Tóc quèo nó chả biết đi đây anh em đi đây thôi đó. Thì thôi không? Hồi ăn xúc động quá nhỉ. Ôi cũng là để mình xúc động quá. Ông ơi, ông đánh cờ thế này mình xúc động quá. Hồi từ từ đó. Đếm nước đi chuyện bóng đêm. Chuyện bóng đêm anh ơi. Bóng đêm không? Đùa cái thằng Việt Triều này. Chuyện bóng đêm ai nói gì đâu. Bóng đêm ai nói nhở? tao hết thuốc của mày rồi đấy. Ai nói gì đâu, chuyện ông đếm chứ không hỏi nhiều. Ông vẫn điếc mà đánh cờ. Ông đếm này, đếm đi. Ông sẽ được đếm nhiều, phải không? Ông sẽ được đếm nhiều. Ông sẽ được đếm nhiều. Đếm nhiều. Nhiều thành phần để tăng đồng. Ông mới được đếm nhiều, đi. Ông được đếm nhiều. Rồi ra chưa? Đếm lại nhá, bao nhiêu? 54 đúng không? 54 như nào nhỉ? 54, rồi nhớ. 54. Ăn vào đấy. Ông sẽ được đếm nhiều, ông sẽ được đếm nhiều. Ôi ơi, run quá thương ấy. Run quá thương ấy. Run quá thương ấy. Nói nhiều là trường bạn nhá. Môi cho tao nhá. Nói nhiều. À, được rồi, được không? À, anh em cùng đạo đi, anh em 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 đạo đi. Đâu rồi, tha rồi. Anh em đạo đi, anh em đạo đi. Điểm lại có gì đâu mà. Anh em lên bao nhiêu? Đừng. Rồi, được. Con một. Ngày Vũ rồi gọi số kia về đỏ trồng sắt. Con một. Đau đồng soi. Ông Việt Triều ơi, tốt nhất là ông đừng hỏi nữa, trước khi tôi chặn ông luôn là vĩnh viễn đấy nhá. Ông đừng hỏi nữa, tôi cũng thích ông hỏi. Ông hỏi tôi không thấy vui. Ông bảo hỏi cho vui nhưng ông hỏi tôi không thấy vui. Để cho nhanh. Này chưa nhỉ? Con một. Con một. 2-1 mình đi trước. Lẻ tao đi trước. Vâng, không hẳn lẻ đã bị. Lẻ đi em đi trước thì có bán bán hòa người ta không thể. Bán trước ta đi đâu nhỉ? Mày mới ở đây đó. Đi đi. Ông ăn một bán không? Nếu đánh 4 bán rồi thì chưa đi trước. Mắng này mắng này đã không mã. Đúng không? Lẻ bảo lẻ em đi trước. Vâng không là mới vô là mới đi trước. Bây giờ mắng đi trước. Thua một con hòa thì bây giờ. Bán vừa rồi ai đi trước? Bán vừa rồi đi trước. Bán trước ta đỡ gì nhỉ? Đấu đó. Hả? Bây giờ đỡ không đủ đây này. Ông đi vào hình bóng nữa. Tao đi vào hình nam. Ông đi vào hình bóng nữa. Không sao, không sao. Không thì mình hỏi để biết đúng không? Thế bây giờ chặn mình trước đúng không? Có gì đâu đơn giản đấy. Vũ Cần Thơ hỏi gửi lời hỏi thăm. Cảm ơn nhé, cảm ơn Vũ. Nói to lên tí nào. Cảm ơn Vũ, vẫn nhớ cái trận Vũ dẫn đi ăn gì đấy ở ngoài bờ sông đấy. Ngon nhỉ, trận đấy ngon nhỉ. Hôm nay về Cần Thơ lại ăn cho Vũ nhá. Cứ ăn là thích rồi. Ăn là thích rồi. Không phải đếm chắn lẻ biết Tiến Hậu làm cái gì. Ê thôi thế này thôi này rồi cái tâm giọng anh thì không mất tiền manh động thôi này người ta phát tưởng đi hành quá cho thêm tiền để ông đi mồm lại thế nhất vậy chúng em cho tiền rồi. Ra ngoài trả lời được. Đi, đứng ra ngoài biên giới. Không được. Đoạn này đoạn nếu bạn thích có thể chạy đi à? Bạn chạy, bạn chạy không? Anh em mình... Nếu bạn hoặc là thích nữa thì bạn có thể đứng yên. Anh em bây giờ đã đi bộ ông hiểu không? Cái gì mà trước khi chồng nó về nhỉ? Bỏ chạy trước khi chồng nó về. Mẹ chồng nó về thì chết mẹ cùng nó hết lâu hết rồi không? Chết nhiều con rồi, nhưng mà một con nhá. Chết nhiều con lắm rồi. Đấy! Ngô yêu ta mới tính nó thế đấy, nó lúc nào nó chả đánh cờ, nó chả nói đấy, bảo nó không nói là nó thua luôn đấy, không đánh được đâu. Nói điên luôn. Đó, điên luôn. Mỗi người một tính bạn hiểu không? Anh em mình tiếp tục đội nhóm này. Anh em mình rồi đấy. Tất cả theo tiền tuyến. Tất cả theo tiền tuyến. Tất cả theo tiền tuyến. Sao mình hòa? Tất cả mình hòa mấy. Ông bị điên nào ông Mẫn này? Ai hòa với ông mà ông bị làm sao ấy nhỉ? Ăn đi anh em mình hòa. Tùy thôi tôi. Bây giờ anh em rất là nhẹ nhàng thôi, tình cảm thôi, tùy ông rồi ông ăn thì tôi chấp nhận thôi. Tôi chấp nhận thôi. Tí Hậu mà, tôi còn làm gì đâu, tôi chả không làm gì cả. Đó. Tùy bạn thôi, đó, bạn ăn đi thì bạn biết rồi đấy. Đó. Hòa ngay, đó. Không được, không được, ai chơi đấy. Tùy thôi. Ăn thì ít mà nói thì nhiều. Thì anh em mình cũng thế này thôi, tôi có làm gì đâu, tôi chả làm gì, ăn thì ăn. Ăn thì ăn thôi, ở hòa thì hòa. Đúng rồi, cờ thế là cao tí đấy không? Tưởng lại chạy. Chạy à? Thế này thì cũng thế mà thôi. Đi, tiếp tục. Nhá. Ôi nào đây, bắt cục mình về. Chiếu. Tình em, tỉnh em. Tình em với tình anh này. Tình em, tình anh này. Tiếp tục đi. Này, chiếu này à. Lừa. Ê, thì bạn thôi chứ tôi có dám nói gì bạn đâu, bạn cao. Cao à. Mới bị tao vừa tao của bạn rồi phải không? Bạn này từ thế ngay. Bạn đợi gì? Thì cho lép với tao. Bạn này. Nó nặng này. Bạn này không, ai dám nói gì đâu, ai dám nói gì bạn đâu, bạn đâu. Rồi bạn bè anh em thế nào, theo số lôi này nguy hiểm quá hay không? Nguy hiểm quá Tường ơi. Nguy hiểm quá Tường ơi. Anh em bạn bè này tình cảm với nhau đi xuống rồi, có tình cảm không? Có đi xuống mẹ thì nhanh thì đéo được rồi. Tình cảm nó đi xuống rồi đấy. Đếm nữa nhá, 32 cho 32 đi. Không cần phải nhiều. 32 đủ rồi, đi. Không phải anh em về tình cảm mới nói chuyện tiếp hiệp sau phải không? Thế. Thôi về rồi, đó về. Cứ đỡ đã, phải không? Đấy, tình cảm ăn đi tùy bạn để tôi. Tôi đánh cờ rất đơn giản và nhẹ nhàng như con chim én thôi bạn thấy không? Rất nhẹ nhàng. Đấy. Rồi thế thì tiền bạn ra rồi đi. Cũng á sẽ còn về chưa? Đéo chơi rồi. Liệu ăn nguy hiểm ai? Nguy hiểm quá ai? Không được, nguy hiểm quá. Đấy vô tại. Thử ấy thôi. Thử ra. Thử trường thử thôi không? Trường thử thôi. Về biên như ai cho về kia. Về biên như ai cho về kia, đúng không? Đấy đúng rồi. Anh em thế mới nói dễ nói chuyện. Anh em thế mới nói chuyện không? Anh em thế rồi dễ nói chuyện không? Cái gì anh em ấy? Anh em thế mới dễ nói chuyện. Người lính đi Trường ơi. Người lính đi Trường ơi. Anh em thế mới dễ nói chuyện không? Thế. Mà đã là người lính rồi thì phải ngại ai đấy. Người lính rồi thì có phải ngại ai đấy. Chả biết được chuyện của tôi. Mình là người lính rồi mình có phải ngại ai con nào thằng nào không? Mình ngại ai thằng nào con nào? Thì về đi thôi, về đi. Khỏi phải đánh đây đúng không? Người lính đi cho ai. Về. Kinh nghiệm cho ta thấy không? Ăn đấy á. Thôi rồi. Kinh nghiệm của ta đây. Ôi kinh nghiệm này chơi. Đó rồi đó. Thẳng mẹ tiếp đi chơi. Đi đàng hoàng này. Đi đàng hoàng như ai? Đi đàng hoàng chưa đi cả. Như ôi người ta đánh cờ đi đàng hoàng nha. Ai đi gì đâu. Có ai đi gì đâu đi. Ai dám đi gì đâu nó. Ai làm gì không? Ai làm gì đâu em? Làm gì không? Thì nó thấp nhưng đi mẹ tốt. Thôi rồi, đánh đi. Chơi thấp mày có bao giờ cao đâu. Quên thì cờ nhanh mà anh làm sao mà nói chuyện được. Cờ nhanh làm sao mình nói chuyện được mà. Nói chưa? Được rồi, tí nữa đừng có nói chuyện hòa với nhau đi. Đừng nói chuyện với nhau. Đi cầm đâu. Về à. Về đi. Nghe không? 63 65 dễ thì 65 không 63 65 làm sao à quên có đòn tiếp theo chiếu cái là ăn chốt. Bây giờ những cái loại mà không có đòn tiếp theo trọng tài tuyên hòa là hòa luôn nhá. Ai là trọng tài hả? Không phê có lúc trước là giao hẹn rồi. Mình là người biết chơi, người chơi cờ là phải chơi đàng hoàng. Không, thiếu ai hết giờ sao? Hết giờ, gần hết giờ sao? Còn 2 giây. Vẫn hòa. Những cái cờ ý là hòa. Câu 10 giây trở lên. Đúng rồi, dưới 10 giây là khỏi luôn. 5 giây. Dưới 10 giây là chết. 5 giây, 10 giây không nhiều như vậy thì cờ là đúng. 10 không nhiều đâu. Ông ấy nhầm. Lấy cái chuẩn là ấy đi. 5 một khi nói chưa xong người ta cãi mẹ hết giây rồi. Có lấy chuẩn 30 giây. Không phải cãi. Lấy chuẩn 30. Anh ơi cờ này nó ra nó phải 30 giây luôn. Anh đúng là cái gì nhỉ? 30 giây. Phóng viên salon. Cờ này 30 giây cờ. 10 giây đứng thế đi. Tóm lại là giải quốc gia thì anh là trọng tài, có những giải này để em. Rõ ràng như thế. Giải quốc gia anh hãng làm nhá. Giống như em nói chuyện giải quốc gia thì anh bảo anh Trung, anh không có nghĩa vụ ở đây, mời anh ra khỏi. Vẫn nhớ đấy đúng không? Ở đây nhá thì để em đấy. Ngài bảo anh hôm trước rất là bạc, bây giờ nói chuyện hôm trước thì mượn clip của em để đếm cho ván xì la, hôm sau thì đuổi em ra khỏi khu vực đấy bảo anh clip của anh không có giá trị. Bà đến đoán thế nào mà đến cho Sila nó... Trước các bạn nói Sila hỏi đây là Sila đúng không? Với mày đâu bạn là Vương đúng không? À đến. Trọng tài của anh đến. Không, đấy là trọng tài nào không biết. Đấy. Trong luật cờ là nó không quy định lấy cái đó. Nhưng mà tại vì là cái hồi ra luật cờ là chưa có cái đó. Bây giờ có rồi thì mình có thể tham khảo, không ai lừa đã. Nhưng mà bởi vì nếu mà lấy cái đó nó có một cái hệ lụy là nó làm nó lồng ghép vào xong. Lồng ghép là sao được? Đang trực tiếp mà ra một lồng. Đấy, ví dụ một ngày cái lồng ghép của người ta ở ngoài. Rồi anh luôn đúng nhá. Ok. Anh em rất là chọn đúng sai mà. Anh cắt hộ em 30 giây đi. Nào. Bây giờ chơi đấy. Cái gì? Như hôm qua em thằng này, anh thằng này. Của ván sau chứ, cái ván này ông thấy bắt quân này ông bắt là quân nào? Ông nhìn đâu? Ông nhìn đâu bắt đó. Rồi. Nhìn đâu mà bắt nhá, có nhìn đâu mà bắt cứ ăn mẹ chưa. Mình đang phải nói chuyện ông ý mình đâu có thời gian đâu. Thôi cứ từ bàn sau trung thủy nhá. Chiếu thì lên tướng nào cái gì mình. Hôm qua em cho 4 ván rồi ngàn Ninh ấy. Em cho 4 ván rồi. Đã bay thì bay luôn thì anh em toàn người lính với nhau cả mình ơi. Tôi trở lại cái phó. Yeah. Mình toàn người lính thì bay luôn nhá. Yeah. Anh em bay son nhá. Đến bây giờ người lính. Mình là người lính nhưng mình phải bay đấy. Ôi tôi còn bộ đội nhiều hơn chứ bộ đội á. Lắm rồi lấn mình. Bộ đội đi bộ đội láo. Thằng này nó còn đánh Mỹ cơ, đánh Pháp cơ. Thế hỏi anh em đi bộ đội không? Hỏi anh em đi bộ đội không? Đi rồi, tao đã hỏi đây. Thằng cá nào? Tôi đi bộ đội chả ai tin nhá. Chả ai tin tôi đi bộ đội lâu rồi, ông chả hiểu cái gì cả nhá. Kinh quá, đi bộ đội. Từ bộ đội là khác, anh hiểu không? Thôi tập trung vào đừng có cãi nhau. Từ bộ đội là khác. Đừng có cãi nhau. Bộ đội thật mà anh chả hiểu cái gì cả. Đấy. Tưởng hay quá. Nằm trong hòm thì cũng là bộ đội nhịn ra, bộ đội quán ra. Sao? Rồi vào bắt cây mình rồi, người lính quá nhở. Ôi Trường ơi, Trường cờ thấp tí nữa cho em. Thấp mẹ cho em. Đừng cao quá, quanh khó đánh lắm. Đó. Thấp thôi cho em. Gì đấy? Anh em ngó cái. Ôi trời ơi. Ô đội à. Bộ đội này nguy hiểm quá nhỉ. Chiếu xuất, chiếu mình lên tượng được mà. Mình còn chiếu, mình còn lên được tượng nhá. Mình đã là người lính rồi nhá. Người lính nhá. Ra đây, lên tượng. Nó lên tượng, nó lại. Ai làm gì đâu, ăn không gan thì cứ chiếu đi. Cứ thử lòng nhau, thì tất nhiên là đứng lại hết. Đeo cho ấy bọn, nó đứng gần. Nó bắt tướng mình không được. Tiến đây chiếu ăn về, tránh mồm chó vó ngựa. Trường này kéo dây, kinh nghiệm đó là thấy là cứ tránh mồm chó vó ngựa đã đó. Tránh mồm chó vó ngựa. Bạn muốn làm gì bạn Hãy đây. Đủ giờ 30 giây cũng đua. Đỡ đi. À, dép rằng Bắc Ninh rồi quấn đi mất dép. Thế anh đi mất dép á? Vấn đề anh có dép không mà anh đi đó. Anh có dép không anh đi đó. Ôi anh có dép không anh đi. Đây rồi em cờ thấp đó. Mình rất cờ thấp thôi mà có đám gì người ta đâu đó. Đó. Đừng cao, cao quá thì khó đá lắm trưởng ạ. Đó. Cao quá khó đá lắm trưởng ạ. Đó, đi đi, được rồi, biết rồi. Được đánh mà. Ôi dồi ôi, dùn quá Tường ơi. Dùn quá Tường ơi. Ôi dùn quá Tường ơi. Em ơi. Dùn quá Tường ơi, nguy hiểm quá. Nghiêng bóng dài đèn soi bước chân. Rồi bước chân. Bước chân đi dài đã, từ từ Trường ơi, từ từ không vội. Không để vội được Trường ạ. À. Trường không chưa. Đấy gì anh em mình từ từ ở đấy đúng không? Ra đây người ta vào đây. Thôi được rồi. Bạn cứ cưỡng mà hiếp thì tính sao phải không? Ra đây, vào đây. Ra đây chiếm thủ. Thổi éo ra đây nhanh mẹ đi. Nhanh đấy. Đấy nhanh mẹ luôn như sao không nào? Mình đã là người lính rồi, mình ngại á. À. Ủa thế mình là người lính rồi đi bừa chưa? Ôi run quá, đừng bắt cục nhau thế. Đó. Thôi mẹ thắp đi. Tránh mẹ mồm chó ngựa ấy, mệt lắm đấy. Rồi, tránh mẹ mồm chó ngựa đây chơi không được. Đấy, tránh mẹ mồm chó ngựa đây. Ôi bắt cục đéo được, em nguy hiểm quá. Tránh mồm chó ngựa đây nè. Rồi nó đây. Đấy ăn đi. Chú ít thôi nhá, chứ vừa phải nhá, anh em biết nhá. Không được, chú ít thôi nhá. Chú ít thôi. À, chú ít thôi, không được, chú ấy nguy hiểm. Chú ít thôi, đừng được chú. Đủ. Bảo đủ là đủ, Trường bảo đủ là đủ, đó. Chú ít thôi, chú vừa. Chú ơi. Cái gì chiêu vừa vào không? Chiêu kiểu đi chết à? Chiêu ơi chết à? Chiêu ơi. Chiêu kiểu đi. Chiêu ơi chết à? Nhiều quá. Lần này nhiều đi chiêu đi. Chiêu ơi. À. Đi mãi mà vẫn 2 giây kìa. Ông bây giờ là chiếu dần là thống nhất là chỉ 4 cái. Mỗi lần chiêu đi chết à? Đừng có 6 cái nên cả hai bên đấy. Để tránh đều nhá. Đều. Tỷ số là đều. Đều rồi. Nào. Ok, bắt đầu. Dạ, bắt đầu. Nhất trí. Lo lắng thế. Nhiều ai? Đánh kệ tao. Mày tập trung vào mày nói ít thôi. Thêm tí thôi mày nói ít thôi, mày tập trung vào cờ mày. Mày cứ dê ra bán cờ rồi yêu ơi là yêu. Ngoài cờ tôi dở quay. Đấy. Bắt mã mình bật ra mình đấu sai. Màu đáo xe thu nhanh hơn nó giờ ơi một sao đấy tôi bảo một thằng một chứ vì điều vì nó chuyện của anh nghe sướng quá lai tung đẩy nhỉ xem đòn sướng quá đúng không tôi cứ lòi xuống đâu thì chuyện của tôi đó ăn đi. Ông ăn là thua đấy. Biết mà. Đánh cờ tôi biết trình độ người ta đánh như thế nào tôi biết chứ. Tôi biết người ta sẽ đi như nào chứ. Cờ dám đi vào đây hòa cho ăn. Thêm tí hòa cho ăn. Cờ nó bản lĩnh nó phải như chê đó. Người lính đi cho ai. Rồi anh em mình đi bộ quen rồi. thì đóng quỷ đấy này. Thì ai mà đi đúng, ai không đi đúng đâu. Bên đấy đi cầm cây người ta đi nhầm, như bên này có đi nhầm đâu. Đi đây. À hi chú Ngọc. Đấy, chú Ngọc này. Chú Ngọc cho ông ngủ ra. Chú Ngọc thì bao búa. Chú Ngọc này. Chú Ngọc này bao búa. Đó, đánh cờ ăn chun người ta mình chấp nhận rồi không? Hôm nay ăn chun là mà đánh Ngọc là đánh cái gì mà chửi ầm lên tỷ số nè. Chun mà. Thằng này thua à? Thua. Chấp nói gì? Cờ đéo ấy, cờ người ta xe tôi còn 2 giây bắt mình hòa xử hòa. Mà làm 3 ván rồi, bây giờ bịp tôi mất hết hứng rồi, mất hứng rồi. Tập trung. Mất hết cả hứng rồi. Không phải tôi thấy như thế là tôi thấy như em mất hứng không phải không? Tập trung. Tôi thấy như là mất hứng rồi đó. Không được, mất hứng rồi, quá mất hứng rồi. Em chào ngày Hậu, ngày chưa ngủ à? Vẫn còn lai lai. Ăn bem nghiêng bóng dài này. Thế ngồi bem. Nào. Nói này thằng Điển Lợi, nó bem bây giờ. Người lấy đi chưa? Ngủ khỏe không có cấn bụng. Bem. Đê. Để ăn. Em ngồi còn không được. Gà mèo vơ. Chứ tao nói gì đâu mà tự nhiên chứ nhìn con chi. Tao nói rồi bây giờ tao nhìn ai giờ. Bà này mua bao thuốc hết toàn mua thuốc. Mày đang hút thuốc của bố mày từ nãy giờ kêu hết. Tôi biết, tôi bảo là ngày mua bao thuốc đi. Trình đi mua thuốc đi. Nhưng mà Hàn Tàu Hòa đóng hết rồi. Đưa tiền xuống mua bà cũng được đi. Đúng rồi, có tiền tươi, mua phải tiền tươi chứ mua. Đưa rồi. Nước uống hết lù bia. Đi mua cho chú đi mày. Bé đi mua đi. Hàn Tàu Hòa đóng hết rồi. Mấy giờ rồi? Mấy 9 giờ đóng rồi. Thôi mấy giờ 10 giờ rồi Trường ơi, thôi hết rồi. Có thuốc cho mày. Tôi cho. Cái việc của mày đánh cho tốt vào. Hiểu chưa? Không, tôi đánh làm sao mà không thấy không đi như cờ như thế này mà không thắng nó thì đúng là nói chung là buồn lắm Trường ơi, phải không? Nó buồn lắm Trường ạ, đó. Hai ông đại ca hay nhờ. Oánh cờ thế này mà Trường mà không ăn tiền nữa thì đúng là đại ca sướng không? Cứ ở nhà livestream live chủng có thằng em mà livestream mà xem sướng nha. Quá buồn. Quá sướng thì nhất đại ca. Không có buồn, không có sướng. Sao tầm rồi. Tao nhìn thấy. Thử chưa? Đúng rồi, biết rồi, biết là ai chẳng biết đấy. Buồn quá Tường ơi. Game over. Từ dễ game, anh yên tâm hiểu không? Chuyện đọc tiếng Anh hơi bị hay đấy. Từ rồi dễ game đó. Chuyện được là game over. Game over. Chuyện được hơi bị hay đấy. Từ rồi sẽ game, anh cứ từ xem để cho anh nhiều thế nào game. Chuyện đâu cô đo. Thì chó thì thấy anh để yên cho vận động viên của em thi đấu nhá. Giờ này là không phải vận động viên của anh đâu nhá. Anh mày hiểu à? Mai ngày kia là vận động viên của anh, còn giờ này vận động viên của em thôi nhá. Anh để yên đâu. Từ anh đánh cái từ chó nó sẽ có móng tôm đó. Đấy. Sang Trung Quốc ở 1 tháng học được đúng một từ tiếng Trung. Anh mày hiểu từ chó nó sẽ móng tôm phải không? Thịt chó nó sẽ móng tôm anh hả? Anh cứ từ thịt chó nó sẽ móng tôm, em có nói gì đâu phải không? Thịt chó xem tôm đéo ai đỡ được. Ai người lính này không phải cao không phải không? Bánh sao phải cao, người lính này tôi đánh rất là cờ thấp thôi không? Không phải cao không hiểu chưa? Đánh cờ sao phải cao? Người lính này đấy. Tôi đánh cao thấp đấy. Của tôi đừng có nói nhiều, anh em đừng nói nhiều. Khó trả lời nhá. Đây. Anh em cứ nói đi làm sao mà tôi trả lời được. Ăn đi là Hòa ăn đấy. Ăn Hòa không thì không. Thì bây giờ tôi nói thì không được phép tôi nói mà cứ làm sao bịp tôi làm sao nhỉ? Không bịp tôi nói nhiều ạ. Nói bịp hết tôi là loạn đấy. Được rồi, ăn làm cái gì? Thôi anh em mình lại lối cũ ta về. Lối cũ ta về. Đang có trận cờ chớp ở trên Facebook đấy, Trường đánh cả Mẫn Điếc đấy. Dạ. Này nguy hiểm. Bùi lắm. Em đang quay cái trận này. Dạ. Má sẽ gọi đúng không? Vâng. Tù má sẽ gọi. Từ má ra hỏi vừa chưa? Ôi. Tù má sẽ còn chiếu đây gì? Rồi anh em được chiếu. Chiếu ạ. Chiếu đây làm gì mình? Đã là người lính rồi mình ngợi ai đó. Ghé vô bác Tài. Ghé vô ăn miếng đã về làm gì không? Ghé vô bác. Đếm nhá, đếm nước ra, đếm nước ra. Đếm hộ ai nhá, không không. Đếm đây. Đếm hộ ai nhá, đếm nhá. Ông nào, ông nào. Phấn khởi, phấn khởi. 46 đúng không? Giờ đi liên hoan đến hết âm Mỹ. Phấn khởi. Đến nhiều mình ngợi. Đến nhiều mình ngợi. Chắc là có ý. Đến nhiều mình ngợi. Đến nhiều mình ngợi. Chắc có ý. Đến nhiều mình ngợi. Có ý ạ. Bao nhiêu nhờ lúc ban em bao nhiêu nhỉ? 50 50. 50 rồi để anh nhớ để anh biết đường anh đánh không? Nguy hiểm cho anh không? Khổ anh nha, khổ anh nha em không? Khổ anh lắm em không? Đời nó khổ lắm đấy. Từ đấy giờ rất nhiều ván hai mã tốt rồi. Đời nó khổ lắm em không? Đấy. Đời nó khổ lắm đấy. Đời nó khổ lắm đấy. Đời nó khổ lắm chưa ai? Đời nó khổ lắm chưa ai? Ý đó. Đời nó khổ lắm rồi. 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 Ô, được, anh em vui. Anh em vui. Ôi chiếu bắt cục mình nguy hiểm quá cho ai không được. Ừ, biết đấy. Đời nó khổ lắm cho ai. Đời nó khổ lắm cho ai. Đời nó khổ lắm. Đời nó khổ lắm cho ai. Đến lại đúng không? Đời nó khổ lắm cho ai. Đời nó khổ lắm cho ai. Đời nó khổ lắm cho ai. Thôi bao nhiêu nhỉ? Rồi rồi. Gì đi thua. Không à, thua đây gì? Đứa ở trong. Đứa ở ngoài. Đứa lằng nhằng. Đứa ở ngoài không? Đi thôi. Thằng Trường phải sao này? Trường phải thua cái này. Anh không ấy em bắt người ta thua là phải không nhỉ? Họ đi đúng rồi, mình bắt người ta thua. Mình từng bắt người ta thua làm sao? Mày mà thua rồi. Đúng rồi. Đứng ở trong hay là đứng ngoài? Tất cả thua rồi đã. Ngoài chứ làm sao nữa. Anh bị làm sao tôi không? Đứng rồi mà sao em chỉ không đứng ở ngoài mà chứ phải ở trong này. Đấy là ra ngoài. Hình ngay. Ngoài thua là ngoài. Không ơi hỏi đi biết em thua em chứ em thua bao giờ. Có cờ lít đây, cờ lít ngay. Tất cả những đang đánh mình dừng mình bắt người ta thua mà ấy là mình thua. Bởi vì ngày người ta thua, anh ta bắt người ta thua, người ta dừng lại, người ta uống một không nha, bao giờ mình nào thôi thôi, đi rồi còn một bát, bây giờ em được anh đi, việc tất cả từ để nhìn thấy tướng ở đâu nhìn chừng mà nhìn biết được ngồi đấy ra ngoài mới chợt chiếu còn cả một đàn ở đây hả, tướng ra ngoài lâu lắm còn một đàn ở đây người ở đây cần những người không để nghĩ tướng đâu à nãy giờ tiếp tục đây. Nào ngồi anh nghĩ tướng ở trong ở ngoài lâu lắm rồi. Nhưng đấy. Mà em á thì khi mà em chỉ người ta thì em đồng ý mà thì em thua mà em đang ngồi em đang tìm tướng người ta lên mà không nên người ta phải thua gì à? Không tướng nó lắng bao nhiêu người họ nhìn vào thấy Tuấn đệ tử bao nhiêu người thấy một mình thấy mình vẫn đâu tướng em nhớ tướng ở trong tướng đi ra tướng đi ra luôn tướng nằm ngoài tướng đi ra luôn tướng nằm ngoài lúc mình chiều mà rồi em nghĩ ra không được thua thì em sẽ thì em thua nhưng mà để em nghĩ em tướng như em thua thì phải cho em nghĩ em tướng em ở đâu ấy đấy rồi nghĩ mà chiều mà tướng được thua bây giờ nó không tin như thế ta thua bây giờ người ta hỏi tướng ở đâu quay lại thì em nhìn quay lại em nữa tướng Dân Sĩ này tướng Dân Sĩ đúng rồi bà này đâu ở đâu đây chữ này đó tướng Dân Sĩ đúng rồi này thấy chưa khán giả này cả nước này nước người ta nhìn nếu mà một người đâu thì người đang chơi không được không người ta bảo thua mà nhưng mà số đông quyết rồi về đi không sai nhưng mà ai ăn sai của em một ván cờ không em Mẫn ơi bây giờ người ta được quyền như ai quyền tất nhiên đây đi Người ta chấp nhận người ta đi thua, người ta bị quyền thì làm sao, không quyền nếu con Tuấn kia đúng không bà đệ tử. Vì người đánh làm sao người ta nhớ được cái thì còn nên mẹ tượng đi đi đợi Hoài với lấy hết giờ luôn, hết trước mình như nào hết rồi. Hả? Bên kia đây mới phá mặt anh á. Hả? Thằng đây phá mặt. Trường chỉ còn đâu 2-3 giây gì. Người đại ít giờ này làm nào. Nó đi, quá đi. Nó hỏi. Chả biết được rồi gì hết rồi. Chả biết được đi. Chả ai hỏi, chả biết. Chả ai hỏi. Có ai hỏi vì sao quê hương chúng ta đẹp thật luôn như sao ngợi đâu biết được 6 điều này nhé, cái gì này 6 điều này cái gì đầu tiên rất gì quần đông cái đảng mua đã biết trung đạt đông á chúng ta giả á nên ta thế giấy 15 triệu 9 rồi giấy nữa 6 triệu không mình khói khói toàn mày không biết nước ngoài là luôn luôn là số 9 tao nói cho mình ngay đúng rồi 290 đô ngày xưa cái đồng gì mà wow. Tương ở đâu Tuấn ơi bao nhiêu tuổi đời khổ đau nhiều rồi chứ đúng rồi game over game over game over đấy game over bị ai đấy đường hơi bị ai nhiều con nhiều ấy huyền bí lắm đấy game over đừng có hỏi, đừng có hỏi, đừng có hỏi. Đau đầu ạ? Sờ dâu. Dễ lản. Ông này lại làm nhảm gì đấy? Hôm nay là diễn lạn à? Diễn lạn. Bọn này diễn lạn, mấy diễn lạn ạ. Ủa. Đây đây thì. Diễn lạn này, diễn lạn này. Dạ mẹ ông ơi. Diễn lạn này, anh em mình diễn lạn với nhau ấy. Đó. Anh em mình diễn lạn đây, thấy không? Anh em đi diễn lạn đi, không được Trường ơi, đừng đánh thế được, được không? Cút 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 cút. Ai dám nói gì đâu, ai dám nói gì đâu, ai giết người gì đâu, sao em lại làm thế, ai dám nói gì đâu, ai dám nói đâu, không? Trường đánh như kiểu này về gì về có thêm đi không? Thêm đi ông ngồi đấy hả? Cơ cơ lại này Huê này Huê đại nhân Huê được đấy Huê Huê đại nhân mà Huê tối rồi cho người ta nghỉ tí đi ông Tuấn Huê Huê đại nhân mà Huê đấy đau bụng từ sáng nhá đau ôi Trường ơi có thấp Trường ơi nguy hiểm quá thấp Trường ơi cờ thấp thôi Trường ơi đừng đánh cao anh cao hò đá lắm Trường ạ cờ thấp thôi mình đánh đúng phong cách cờ thấp đánh đúng phong cách cờ thấp đi Trường đánh đúng phong cách cờ thấp em cùng là một cái giường em nằm trên giường anh nằm nơi nằm trên giường người nằm ở giữa cái giường về rồi vừa mẹ Trường bây giờ hỏi nhớ nào làm mẹ vừa chưa vừa chưa vừa chưa anh đang nhớ uống 10 chai phải không anh này đấy vừa chưa hấp thì vừa hấp đó rồi vừa ấy chưa tiện tay chưa tiện tay chưa ai đi mua hàng có ai hỏi vì sao quê hương chúng ta rất nhiều quê hương trốn đô thành có ai nói gì đâu không quê em đi, hai mùa mưa lắng đây cho ha. Thôi quê em hai mùa hai rồi. Bé lưng run quá. Không hoa thôi. Không hoa thôi. Không hoa thôi. Gì vậy? Đâu cây coi đi nó đang hoa không? Đi nhầm mà chết đấy nhá. Đi cây cối kiểu này đi nguy hiểm lắm chưa? Cây cối đi về chuẩn nhá. Chuẩn và chỉnh nhá. Không chuẩn và chỉnh là khó đá lắm nhá. Đấy. Cây phải chuẩn chỉnh nó mới đi được. Chuẩn chỉnh hay sao? Đi em. Nào, về đây. Chuẩn chỉnh hay chưa? Tránh. Lên xí. Nguy hiểm lắm. Cái dấu Nguyễn Văn Bon nào quốc gia thì chủ trên màn gì để Nguyễn Văn Bon giờ mà nói cao hoàng Hưng Chính nứt ngay dán đầu tiên để mà đột chiều đánh nhau không đi 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 ăn mà trời nguy hiểm. Yếu hơn mình yếu hơn rồi. Ai nói gì đó? Mình là người yếu hơn mà. Tình hình nào rồi? Khổ quá lòng điện thoại. Quá kìa. Ai hi hi. Ai hi hi thế nào rồi? Thì số nào là không cái đó đồng thôi. Ăn bằng đang dẫn. Đi nhầm tướng. Rồi rồi ok. Ôi giời ơi nó vui quá kìa. Ai hi vui quá. Vui quá cơ. Nó nhiều cái vui lắm phải không? Tập trung vào. Từ ông nghỉ ăn nhiều cái vui lắm rồi. Anh em nhiều vui lắm. Đi. Anh em nhiều vui lắm. Nhiều vui. Được rồi. Anh em nhiều vui lắm. Đi. Mà thẳng đi Trường sao thì ngợ nhỉ? Mà thẳng đi Trường. Rồi. Thế được không? Ê chưa? Vừa 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 chưa? Tuyệt xì cờ vời, sao? Một đây rồi. Tuyệt xì cờ vời, đoạn cuối mày. Đoạn cuối mày tập trung vào nói ít thôi. Mày nói mất lại 2 giây. Chết tao. Ông nói chuyện được. Ông đeo cho tôi lo đeo anh được cơ không? Rồi. Phóng đảm. Chuyện nói thì nói tay chân làm, công việc tay chân là chuyện ở tay chân nhá không? Ok. Cấm làm sao rồi? Này Phương đang lửa hoàng không đều. Làm sao mà luốt được? Tôi bận tôi nghe điện thoại tôi quay lại là khác ngay. Luốt làm sao được? Em nói cho anh nghe đi ông này ông có lương nhưng em làm gì có lương mà thua cờ. Em làm gì có lương mà thua cờ. Chú làm gì lương? Ai được cái lương. Ai dám làm gì đâu, không? Lấy của người giàu chia cho người nghèo. Rõ ràng là như thế. Mình toàn người nghèo mà giàu cái gì không? Giàu làm gì có tiền giàu này. Tiền khổ trái tôi có ai quay đi ở đâu Trường này? Quên mẹ rồi. Quên rồi Trường ơi. Ở thí bừa mẹ ai chưa? Ở thí bừa mẹ ai chưa hay? Tất cả cho đội chống sắn này. Tất cả cho đội chống sắn. Anh em mình cho đội tiền tuyến nhá. Tất cả cho tiền tuyến. Đây. Bọn yêu nhau à? Đúng rồi. khả năng yêu nhau rồi đấy. Bây giờ mời mốt mời bây giờ phải lương tính đấy nhá, lương tính nó mới đẳng cấp, đơn tính là bình thường. Mốt mời giờ phải lương tính. Mà này tao lúc nào tao Bentley sơ mi rất chuẩn, lúc nào lại hóa không, tóc vằn vện sơ mi này sơ được hết, sơ được hết, sơ mi cho mi luôn này, mi à mi à mi à chết đấy, mi à ra ngoài đúng rồi đấy, chết cái cửa mi à mi này quái không. Mày thấy không, người ít tiền người ta mới hay là khoe là hôm nay tôi mới có tiền, chứ bọn có nhiều tiền này không bao giờ nói về tiền. Đéo bao giờ nói chuyện về tiền này. Anh Tân ơi, tiền này. Bọn người giàu thực sự là không bao giờ nói chuyện về tiền. Chỉ có thằng mới giàu hoặc là mới lớn khoe của là hôm nay tôi có 1 tỷ, mai có 1 tỷ thôi. Thì mẹ em bọn có tiền thật sự là bọn có tiền thật sự là nó không nói về tiền. Ê, ông đấy đi hậu đây được à? Quái, giống như mình cờ cao vì mình phải nói mình cờ cao. Tự thiên đại nó phải ok. Nhưng mà toàn ông cờ thấp toàn bảo tôi cao lắm, đéo anh gửi. Mày đi hậu đánh cờ đời được chưa? Được, hay cờ đời hay. Mình đã đánh cờ gọi là người lính rồi thì ông hiểu không? Có người lính mùa thu ấy. Này thì mùa thu ấy này. Ôi đúng rồi, trưởng ơi, chỗ ghé chỗ bác Tài. Ghé chỗ bác Tài. Ghé chỗ bác Tài lên mẹ. Lên cứng cu đi nhá. Cu đéo đi hỏi, đéo ấy, ông có hỏi mệt người à. Đấy. Thằng nó này đổ nó làm sao ăn đây nào đây. Tiếp tục gỡ ra lui. Thế chúng mày mày để ý chúng nó làm gì mày điên này. Đấy. Ai dám để ý đâu. Ông ấy chuyện thì chả biết đâu, cái chuyện bên đây. Đi chuyện của ông đi cái chuyện của ông đi. Ông chưa mày mới sợ. Đúng rồi, này thì sợ này, đánh cho sợ luôn này. Mày mới sợ. Ôi run mò mẹ đánh tiếp đi. Trời chán nè. Mình là người lính mình ngợi ai nhỉ? Đê. Lính. Ông muốn dính là ông nói. Mày dính gì đấy? Mày đánh gì? Đừng có hỏi. Mày mới sợ được. Quân thường quá là mình sợ quá. Trường hiểu không? Qua chúng ăn già. Trường hiểu không? Đâu? Chả biết. Vào chậm. Trường chưa biết mình là ai đâu. Vào chậm. Ông thì cờ gừ chứ cờ gì mà mình hại ai nhở? Ngài Khương ngài Nhật một ván. Đúng là mà mình hại nhở? Thua chứ Quấn gì nữa Quấn? Mà em biết ăn đầu. Chú này được trước rồi em chung được lại. Ông ngài đang càm phát ở giữa là ngài chạy. Này bảo tôi là sau. Biết không ạ? Hiện mua được rồi. Mày ơi chưa ăn đéo. Hiện mua được rồi. Tránh mẹ đây. Hiện mua được rồi. Trường ơi. Hiện mua được Ngọc ơi. Chuyện bên đấy đừng có hỏi đi. Đếm nữa. Đấy cùng mà nhìn ở đấy. Chả biết được, đừng có hỏi. Thôi mèo ai đi vừa đi chưa? Tiện tay đi thôi. Tiện tay đi đi. Đến lại, 35 đúng không? 35. Tiện tay đây cho ha. Đấy cùng mà. Đừng có hỏi anh em có trả lời đi. Đấy cùng mà. Tiện tay hỏi làm gì đi. Đấy cùng mà nhìn ở đấy. Ê, làm sao biết gì? Tiện tay đi. Tiện tay đây không? Rồi, bấm đi rồi. Đừng nó đó. Đây. Đây mà nhìn thấy. Mà giờ biết được. Mà biết. Ông kia bật nhạc ông Cường ơi. Ông cụ Lu ơi. Đây cùng mà nhìn ở đấy. Đây cùng mà nhìn ở đấy. Đây. Đây cùng mà nhìn ở đấy. Đi bừa hay chưa? Bây giờ đi bừa đi. Đi bừa chưa? Bưa nhá. Từ nước bao nhiêu ai? Từ nước bao nhiêu ai? 51 rồi, 51 rồi, chả biết. 51. Ôi đủ giờ. 51 là bao nhiêu nhỉ? 51 đến 81. 81. Sao mình ngại à? thằng nào biết thằng nào ăn thằng nào, không biết thằng nào ăn thằng nào, làm cái gì ở đời mình ngợi đi, đừng có hỏi đi. Cờ biết thằng nào ăn thằng nào không nhở, biết thằng nào ăn thằng nào đâu mình ngợi, biết thằng nào ăn thằng nào ngợi, biết thằng nào ăn thằng nào ngợi, biết thằng nào ăn thằng nào đâu, biết thằng nào ăn thằng nào ngợi, có thầy mang khóa mày quá, thầy mang khóa mày quá đừng ngọng, ra biết đó. Chuyện của ông đi cây đàng hoàng, đi cây loạn đây nào, đi cây kiểu gì loạn thế này nguy hiểm không, loạn đây nhở, loạn đây nhở, không loạn đây nhở, đi kinh cờ lên qua chứ làm sao đánh đi 74 rồi chưa, đừng có nói gì á, không ai cờ người ngoài làm gì không, đi cờ người ngoài cái gì không, ngoài làm gì không loạn. Hòa em gì? Hòa nhá. Hòa đâu ạ? Nãy giờ đâu? Nãy giờ đâu? Thua. Nếu được 1 giây, nếu mà còn 1 giây mà đến 81 là hòa. Kém 1 giây. Nhưng mà là sau đến 81 là nếu mà đồng hồ nó chơi hết là 01 là hòa nhá. Tại sao đúng không? Nó phải đúng thôi. Giờ này thua. Đó, nhưng mà ví dụ như 58 rồi được rồi. Đó, tụi 51 mà. Ông bậy lại. Thôi rồi, anh nên thua. Nhưng người ta nói là lần sau ấy, mình đến 51 đến 81 mà bên kia còn 1 đến 2 giây. Là được xử hòa luôn nhá. Đúng không? Ok chưa? Thôi. Một. Có gì đâu. Ai đi nhỉ? Xin mời. Bây giờ đến mai Văn. Không. Cãi nhau là bất hạnh. Không thì là đội trồng sắn. 1-0 cho đội trồng sắn, thế mới đau cho đội trồng khoai. Thế mới đau cho đội trồng khoai. Chà, dạo. Khoai sắn đây thì này à? Đường này quá. Nhất này nhiêu tiền anh đâu? Gì? Nhất là nhiêu tiền anh? Tưởng yếu mà con gì? Mấy triệu. Có lúc mà. Yếu á. Cổ đôn chè mà. Cổ đôn chè Cabana ở Ý đấy. 17. Thấy chưa? Dây mà nó đi coi như 4 nó không có một tí nào hết. Không có vớ mà. Thế thôi. Thế ra cao lắm. Mày đi thử đây, mày xem con rồng đi trên nệm nhung không? Mày đi thử à? Mày đi thử mà xem con rồng đi trên nệm nhung không? À. Không giống nhưng mà nó êm chân ra. Đâu kìa. Như thế là nhung. Đâu đây. Đây đi thử đây. Thôi là em không mất cho các đường gì nữa. Em không sướng rồi. Kìa mỗi lần được. À nghi chúng à. Ngồi gì mình yêu ấy mà. Lúc nào ông ra ông mua cho tôi đôi trăm mấy ấy. 3 đôi. Xong đó ấy. Bịt mắt ông Trung lại bảo đi phát. Còn làm thì đấy mới chuẩn. Đấy mới là trải cho anh. Nó còn mỹ thuật chứ. Nếu mà anh muốn đi bền thì anh đi đồ dép lô ba khổ 190.000 chẳng bao giờ hỏng. Không phải hỏng, mà đi vào cảm nhận nó khác. Thôi. Cái chân nó khác. Thôi. Nói chung là đồ điện nó làm ra là nó vẫn bán ra được một số người. Ai thích xài thì xài. Cứ xài rất là bất hồ sẽ đi có sâu. Ai không thích xài thì thôi. Mặc và đồ cái kia. Xài gì mà dữ vậy? Bây giờ nha, mình đó đơn giản như này, cũng có người ăn thì người ta ăn hải sản, có người ăn người ta ăn cơm vũ, đúng không? Ai thích ăn thì mặc kệ người ta. Chính xác là mua máy này này. Thì để mặc quần áo nào để mặc kệ đấy. Đúng rồi. Mình là người có tiền. Thì la gì không? Mình không làm hại ai cả, mình có tiền mà. Hòa đại nhân mà hòa. Ai cho mình hòa? Hòa đại nhân mà hòa. Chưa đâu. Đi cây không? Đi cây đàng hoàng không? Từ từ. Mà cái quả đấy là phải đi chuẩn rồi hàng bờ hồ nhá. Đi cây không được không? Mày đi cây phải đàng hoàng, đi cây đi. Ok. Cây thế đi chết tôi không? Đi thế thì từ đỡ thì đéo được. Sai phải thấy. Bài đâu hả? Rồi xin lỗi rồi. Bài tàng thuốc vô bằng cờ kìa. Tờ này thì măng. Chết rồi, Mận Điếc rồi, hôm nay Mận Điếc hay quá Dương ơi. Dương ơi, hôm nay Mận Điếc hay quá. Mới thấy là hưng phấn được. Rồi cứ ăn đi, sẽ đi hưng phấn nào. Xin chào Hà Văn Tiến. Nói phét một tí Hà Văn Tiến thông cảm nhá. Trận đấu này đường 31 kéo lắm. Giờ mới thấy chưa, tao chưa hưng phấn nào, tao xí nữa rồi mới thấy. Xí nữa. Chuyện bên đấy đừng có hỏi thằng này thì đau đầu lắm rồi. Trận đấu này đường 31 méo. Đường mây nó dài lắm làm sao. Đường dài lắm bạn ơi. Bạn hiểu rồi bạn ơi. Trận đấu này đường 31 méo. Nay mở làm gì đó. Để làm thế. Không được đi à? Không được đấy à? Không được đấy à? Cú yếu. Đổ bê tông. Bê tông bê đâu đâu? Bê tông cũng thấy mà. Tôi chết tôi giặc giết em rồi quăng mắt xác. Dần bắn anh rồi quấn đi mất. Xin chào Phạm Tuân. Tại ông gì nhỉ? Hôm qua mình xem ông Tân ông cứ hát bài buồn ơi chim. Tiền mẹ ơi, sang năm phải đi A1 thì ở đây nhiều kèo cả chớp hay lắm tiền mẹ ơi. Buồn ơi, buồn ơi. Anh em mình nhiều ấy buồn lắm đi. Xác này. Giặc hiếp em rồi. Xong rồi. Ê. Hôm nay mình bị hiếp rồi, nghiệp quá thường rồi. Tuân Quảng Trị chào, Tuân Quảng Bình chào anh Tôn Thất Nhà Tân này. Rồi, chào. Xin chào Tuân. Anh chào. Tân hát hay lắm, hát hay lắm. Phạm Tuân. Phạm Tuân. Rồi, mẹ đi đéo Trường. Thằng máy bay thằng Tiến đi Trường. Lại đéo như ai, đúng không? Là đi bộ. Bộ nhỉ, cơ cứ sợ bộ nhỉ. Cơ không cứ sợ bộ nhỉ đi. Cờ cứ sợ người đi bộ ơi, đánh đi đéo được cờ đấy. Buồn ơi hay đến với ta. Cờ cứ sợ đi bộ nhỉ. Em Sơn gửi lời hỏi thăm anh Tân anh Trung nhé. Đặng Thái Sơn à, tên hay đấy. Xin chào Phú Thanh. Em Phạm Tuân báo cáo anh Tân là em vừa mới được giải ba Quảng Bình anh Tân ơi. Cao cờ. Tôi nói ông Tuân nghe đấy, ông từ hồi ông kết bạn với tôi là ông cao cờ lên. Ai ở gần tôi cũng cao cờ hết. Bộ tôi thấp thôi. Mẹ anh đấy. Ai ở gần tôi cao cờ lên. Mỗi tôi thấp đi thôi. Mỗi tôi thấp đi thôi. À mà thấp nhưng mà cứ gà qué vào là đưa tiền đấy. Đếm nhá, bao nhiêu ơi? 28. 28 rồi. 28 nhớ 28 rồi. Nhớ 28 mới được rồi. Nhớ 28 mới được rồi. Đây. Nhớ 28 được rồi. 28 được rồi. Chí có nói cho được. Chả biết được cái chuyện của Trường, đừng ngò. Hôm nay mà thằng cứ hỏi nữa. Nè. Buồn ơi, đến với ta. Trường đấy mới Trường. Đang thua. Xa xa. Quá. Đi. Tam. Làm đi làm cái gì đâu. Cung làm cái gì rồi. Buồn ơi, hay đến với. Xin chào Trung Tuấn, xin chào anh em. Rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và luôn coi clip của tôi. Hy vọng rằng mọi người hài lòng. Và nếu ai không thích thì có một câu rất hay là nếu không yêu xin đừng nói lời cay đắng. Không yêu thì đừng nói lời cay đắng. Úi dồi, ông Trung Tuấn lại cho em gửi lời chào Sila. Tôi là cái ngân hàng gửi lời chào của các bố đấy à? Mà các bố gửi lắm thế. Rồi 58 là xong rồi nhá. Rồi biết xong rồi. Ôi thế thì đánh cái gì à? Không biết đánh cái gì thôi, cờ mình biết chơi cờ. Mất rồi Hoa. Biết chơi cờ ai đánh. Cờ này là Hoa. Hoa. Tuyên Hoa được. Chơi cờ biết chơi cờ, biết chơi cờ. Đi thi không được ngay. Tủ cờ nữa. Không có gì đâu nữa. Cái gì? Đi thi lại 3 phút 2 giây. Nước của anh nhờ. Có vẻ nó chết luôn rồi. Nào đặt xuống là dẫn 1. Mới dẫn 1 thôi. 1 nó vẫn còn cốp ở đây, nó có cốp 2 ván kia này. Thôi nào, đang uống bia rồi cứ nói chuyện là linh ta linh tình. Lấy mẹ bia rồi anh đi chỗ bia nhà hết cái mồm mà. Hết rồi à? Bia chứ sao? Hết rồi à? Tiền bia mày thanh toán. Đấy chứ còn có đây. Cái đấy là vô thưởng vô phạt. Quên mất mẹ nha, tôi chưa uống một lon bia nào ở đây nha. Mày điên. Mày điên uống bao uống. Toàn mày uống người đi. Mày tàn uống rồi. Mày tập trung vào. Lên trong kia. Lên của bà. Vậy hai thằng bỏ tàn đi. Mẹ bia người ta mua ở ngoài mang về uống đeo ai uống bia ở khách sạn thì nó dã đi đỡ sống đây đéo nào được. Ông lo mà sành lắm nhỉ không? Uống rồi Hoàng Vũ ơi, mang bia rồi. Mình uống xong mà mai mình mang về, mình mua về mình trả lại cho người ta xong cái gì đó. Đúng là dân yêu cờ phải cảm ơn Trung Cá Rán nhiều nhỉ. Cảm ơn quá thì cảm ơn ở nhà xem mình còn vất vả ba đi bao nhiêu. Ôi ok ở đây nóng nực ở nhà bật điều hòa xem phải khà cái khà. Xong rồi chửi thằng này thấp thằng đình ngu. Đúng rồi. Mẹ thánh toàn thánh. Ông toàn hóa thánh mẹ rồi. Sao không cho hóa mẹ thánh rồi. Sao ông này không đánh, sao ông kia không đánh? Toàn cái thánh. Sao ông đi nước cờ ngu thế? Ông ngu nha. Với cả toàn gà toàn vịt. Ở bán này mình đi hậu à? Bao nhiêu vất vả mới tổ chức cái trận đánh như thế này. Xong rồi lại bảo thằng Lại Việt Trường ăn nó mất dạy. Mất dạy thì lên quan đếch thì được đâu. Mà kêu cờ thấp đến chỉ mặt con ngựa vào đây thì cưỡi ngựa lòng cọc. Tôi làm đéo thì có gia đình của ông là ông thì xuống suy nghĩ đau hết đâu. Đấy. Con ngựa vào đây không dám con cờ. Đấy. Đấy. Đây hẳn nhá. Rồi. Ngồi nhà được xem. Quái không? Phú Thanh này quái không? Quái kinh khủng. Em nói cờ giang hồ này mới nhiều người thích xem này, xem cờ thi đấu không thích đâu. Không thích đâu. Lâu lắm mới đi. Cờ thi đấu chỉ xem lại biên bản để thích thôi. Đại ca ai mà ngồi đâu xem cứ xem lại biên bản cờ nhanh cờ chớp thì thế. Cờ nhanh cờ chớp là mới là sức sống sau này chứ không phải là... Chẳng có sau này tất cả các giải sắp tới của em ở dưới 30 phút đấy, không đánh giải. Ông nào muốn đánh giải đi cho bạn. Tôi hỏi ông cái tiêu chuẩn là để lấy nước đi hay đúng không? Đúng rồi. Thế bây giờ con người làm sao mà đi hay bằng cái máy, cần gì phải xem con người đánh. Không gặp máy đi 4-5 nước gì đấy thôi theo máy tí hả? Không đang đeo có tiền. Tôi theo mày tí thôi, xem danh thủ nào. Anh mới làm danh thủ thì cứ 4-5 nước thôi. Anh là người ta chấp nhận sai lầm mà chẳng mình nhá, sai lầm của sai lầm của bay bướm. Chứ đánh cờ chậm lúc nào sàng sàng nhá, ông kia là chán bỏ bố. Chồng buồn lắm. Chồng buồn lắm, không sướng. Chị mẹ 4-5 nước trường còn bảo thôi nhá. Đỉnh cao của người ta là vậy đấy. Đỉnh cao nhưng không sướng. Không sướng. Không, em thì thích xem cờ của... Rồi nói thật 4-5 nước trường ông Cường là cờ thích xem cây. Có thể đi nước thấp nhưng mà thỉnh thoảng có nước nó rùng rợn, nó linh tinh. Về xe về cỗ. Ông này ông có bỏ xe bao giờ đâu. Ông bỏ xe có mà hiếm hoi lắm. Thì ông phải bắt được 8 cái cục ông mới bỏ. Đúng mày làm cờ anh chấp 4 nước mình còn đéo dám cầm mấy máy. Thôi thôi không bàn chuyện máy móc ở đây. Thì tôi bảo máy mà tôi mày không mày lên thuyền máy tôi đang bảo máy. So sánh máy là khập khiễng. Cập khiễng không? Mình chả dám cầm cây, mấy ông cờ cao thì ai dám cầm cờ cây. Cờ IQ, cờ thông minh, nói chuyện máy tính. Toàn người cờ cao mà, chứ ai nói gì đâu. Tôi bảo toàn người cờ cao mới đánh được với máy. Cờ mình thấp, mình dám đánh đâu. Thế không? Chuyển sang hàng bạn Hiền. Đường hay quá. Sang hàng bạn Hiền, đứng lại, nghiêm. Các anh đã bị bắt. Trời ơi này bắt cây không? Nó bảo Trường bảo bây giờ nó hát bài là Nghiêm và Xuân Nghiêm phải không đấy? Đi khẩn trương đúng không? Bánh cờ mới Trường với cái loại này thì cần gì vậy? Mấy con tốt con tít này. Nhắc mình đi à? Thử mạnh đi, nhắc thì đi, thử á. Tiếp tục. Cờ thế này thì mẹ mày tưởng mình cao quá, run quá được không? Run quá mình cứ tưởng ông ấy cao quá, mình hơi run đúng không? Hóa ra cũng thế rồi, vẫn danh thủ đề. Đê! Bạc! Danh thủ đề phải không? Bạc! Đê! Không phải danh thủ đề mà là trong bảng gà. Bảng gà. Ông đấy mẹ mình mới là danh thủ phải không? Người ta chưa phải danh thủ phải không? Người ta chưa phải danh thủ. Đê! Đấy có bia, đá có bia mà hay rất đấy. Trường đá có bia, đánh bia mà Trường đá có bia mà hay đấy. Mình là danh thủ mà ăn mất tốt thì nguy hiểm quá tường ai run vào được đâu đấy đó. Danh thủ này. Mấy ông danh thủ đều vậy. Anh nhớ hiểu là mấy ông danh thủ vậy. Mấy ông danh thủ. Xa vào Trường ơi. Xa vào tiền. Sang, thôi sang. Phải bảo là chiên. Để công bia ra kia kìa. Không phải chiên. Mình hơi nghịu tí ông hiểu không? Chiên. Để ông đố ông đọc được cái từ ấy của tôi. Chiên. Chưa phải, chưa chuẩn. Không bắt chiên được à? Chưa chuẩn. Hiệp ơi! Hiệp! Mang cái áo bia lên nè. Chưa chuẩn, tôi bảo chưa chuẩn là chưa chuẩn. Đó. Yeah. Hết rồi. Không anh có em đưa cho tiếc gì. Em đại đi em tiếc gì. Vâng, chuyên. Kệ mẹ tôi cứ vậy. Giờ đây Trường yên tâm đi, giờ với Trường cái chuyện giờ đó nó qua, yên tâm ấy, thử ấy. Anh em thử ai không? Thử thôi, ai làm gì nhau cả. Có ai làm gì không? Ôi rồi, có ai làm gì đâu, ai làm gì đâu. Thử, anh em mình bây giờ đang tập bài thử. Thử phản ứng à? Thử phản ứng đây. Ông hiểu không? Đây anh em tập bài thử. Rồi, ông hiểu không? Tập bài thử không? Đấy là tập bài thử ông không? Thử tối thế này, thử cả đời. Tôi thử mà. Ui dồi ôi. À. Thôi nhá, Trường ơi. Chuyện. Đấy, ông hiểu không? Đánh mình đấy. Đánh rất lịch sự ông hiểu không? Đánh thế, đánh cao quá làm gì ông hiểu không? Đừng cao thì mẹ khách chạy. Khách chạy, đánh thế thôi, khách còn chơi được ông hiểu không? Ông cao quá khách chạy ông hiểu không? Rất nhẹ nhàng và tình cảm đấy được phép ăn. Ăn thì ra biên hiểu không? Được, ăn ra biên nhá. Rồi ai nói nhiều rồi, rất nhiều rồi. Ông phải hình dung rồi, ông anh cao quá thì anh em nó chạy lâu rồi ông hiểu không? Đó, đúng không? Đồng ý. Mình bây giờ mình phải từ từ nhẹ nhàng thôi. Không mình có làm gì đâu, nhẹ nhàng thôi. Anh Phú Thanh gửi lời hỏi thăm anh Tân và anh Mẫn. Ok anh Phú Thanh, ông Đỗ Phú Phớt này. Ông đây không? Tôi rất nhẹ nhàng đây. Chiền này như đại ca Tùng, mình Tùng Phật tử hay sao anh nhỉ? Chiền. Thôi đi thấp đi trời. Cao quá, khó đá. Đấy, đây mình thấp thôi. Ở đây mình đi thấp, mình đi thấp thôi. Cứ vẩy mạnh tay đi Trường ơi, tiếp tục đội chống rắn. Chuyển gì chẳng chả. Chuyển gì thành chả, không? Biến gì thành chả? Thôi. Thử đi Trường ơi. Phải Trường ơi, đừng bắt cái cớ nhau kia. Đừng bắt tướng nha, bắt tướng phải nói nha. Bắt tướng phải nói, bắt pháo phải nói. Nhầm, không phải. Bắt tướng phải nói nha. Ôi run quá thôi, đừng, mã đừng có đi. Lao đâu ai cho đi đê hiếp, đừng run quá thưa thượng. Đúng rồi tôi biết mà, tôi phải tránh trước ông hiểu không? Tôi phải tránh trước ông được. Đi Trường ạ. Ôi rồi run quá, lại lối cũ tao về đó. Đừng chiếu mãi nhá, chiếu về anh em biết nhá. Thế nên ôi rồi run quá thôi, thế này à, thế này đây rồi, thế này đi cho em. Ôi rồi nhiều giờ quá. Cao quá Trường ơi. Đều nhá. Nhiều giờ quá đấy không? Cần. Giao pháo hay lên sĩ không anh? Bây giờ mình đi giao pháo hay lên sĩ nhỉ? Ừ, đánh. Được. Vào rồi. Ơi, hay đến với chồng. Anh Tân này không? Có bia mà quảnh nó bay ngay anh ạ. Được. Đeo có bia, đeo anh được cờ, đây được tải không? Đúng. Nào mà đây mình cơ trưởng em mới được bay. Bay. Đường mây ngút ngà mà anh ạ. Ở đây nó đúng chứ. Đây mới là thủy kỳ tiền. Đường mây ngút ngàn mà. Chào bắt đầu. Chào bắt đầu. Chỉ thích chơi thôi chẳng làm. Đường mây ngút ngà. Đem về bom nhá, tất cả đem về bom nhá. Tức là ăn xong xuôi tất cả lại về. Wow. Tất cả lại về. Đeo trả tiền nhỏ lâu muộn. Nó hơi lâu bạn ạ. Hơi lâu, nó hơi sương tí không phải không? Nó hơi sương tí. Cái quan trọng nhất vẫn là ngoài thành quả ra còn là tiến độ nữa. Còn tiến độ thì hơi chậm. Nhưng cố gắng cứ đừng chậm quá. Lặng thế này muốn danh thủ đã lặng thế này thì nguy hiểm. Đừng chậm quá. Đừng chậm. Đấy, đây tôi chơi xong, đến đây thì tôi xong. Game over. Chả biết được, cứ nói chúng mẹ đâu kìa, đừng nói à. Ôi rồi sao hôm nay toàn cổ động viên miền Trung lên trên này nhỉ? Ba búa ông hiểu không? Ba búa ông hiểu không? Ba búa. Anh em mình cơ thấp thôi không? Trường anh cơ thấp thôi mà. Đấy. Gà mèo vơ. Tiền thế đây không? Sách nó dậy rồi Trường ơi. Sách nó dậy từ ngày xưa rồi. Chuyện làm sao mà được đấy nhá. Này đường mấy ngút ngà này. Ông ơi không hiểu hay là đường mấy ngút ngà là sách nó dậy rồi. Học tiếp phần 2 đấy, sách nó dậy rồi ông nhìn mẹ cả. Tôi nói ông tôi đánh như này thành nhà hỏng mẹ hết, mất hết đòn của tôi ông không? Lộ hết cả đòn rồi. Họ lấy huy chương ông phải không? Lộ đòn lắm ông phải không? Quá lộ mẹ rồi, quá lộ rồi. Đeo Sương mây ngút ngàn này được. Khó lấy huy chương, khó lấy huy chương, khó lấy rồi. Mẹ mình lộ hết rồi. Mình ăn tiền người ta đánh như này khó này mẹ này. Sương mây ngút ngàn này. Sương mây ngút ngàn. Ôi đến đây thì bay lắm rồi. Ôi đến đây thì nó đồ bia nó bảo nó mường mây ngút ngàn nó bay lắm. Đây lại xong Gamel vơ. Gamel vơ. Đường mây ngút ngàn rồi đâu ạ. Đường mây nó ngút ngàn lắm rồi. Ôi trời ơi, xong rồi tiến đây đúng không? Ý bạn thế chứ. Thôi nha, tình cảm anh em rất nhẹ nhàng về pháo. Kiếm Gỗ bảo là Trường Ngọng cố lên nhá. Kiếm Gỗ là... ôi, anh à. Của chú không tin tay cơ. Anh cái đéo như mày. Bảo tin con. Kiếm Gỗ, tiếng con thì... tiếng con thì nó... Sorry. Tiếng con nó ở đây rồi. Thế thì sorry không? Ông tưởng bảo thằng tiếng con nó là em mình như ai đó. Đây. Đừng, ôi mẹ lật sóng quá nhở, quân mình lật sóng quá. Đó, đây. Ôi, thế đéo quân mình lật sóng quá nhở. Ở lệch mạnh ai Trường này. Tiếp, đội trồng sao. Mày biết nó vào cuộc của anh rồi thì nó là Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh mà đỡ được. Tiếp tục bạn Hiền. Bạn Hiền mà, đến đây bạn Hiền. Bạn Hiền. Đến giờ này là bạn Hiền, mày hiểu không? Ôi bạn Hiền mà oánh thế này thì tôi tưởng bạn Hiền cao quá, hóa ra vẫn lòn mà sành quá. Đấy. Rồi bạn Hiền này. Rồi, bạn Hiền cao quá nha. Ôi rồi cao quá, run quá tường ơi. Bạn Hiền đá thế này run quá tường ơi. Ôi. Nói chung là Tường ơi, cứ tránh mồm chó máu ngựa ra Tường ạ. Đó. Biết mà, cứ tránh mồm chó máu ngựa ra Tường, đúng được. Mồm chó máu ngựa là đéo được rồi, đó. Ở đây này. Đấy, đội chồng sắn của tôi này, đó. Đó, đi. Viết xin Calaver, hâm mộ. Ra mèo vơ, đó. Bạn thích ăn đây gì? Thẳng luôn. Các hạ, chuẩn bị ngồi ngay ngắn nhận của tại hạ một lợn. Ăn đây à? Máy bay thẳng Tiến à? Tất cả những người đem lại tiền cho mình đều là người mình hâm mộ. Đéo hâm mộ đéo được. Nói mẹ trắng phơ ra là như thế đó. Đéo hâm mộ đéo được đó. Trắng mẹ phơ đéo hâm mộ đéo được. Đấy. Run mà Tường ơi, bây giờ đánh thế nào Tường ơi? Mẹ đến đây rằng đéo nào mà đỡ được rồi. Trường mà quanh đi thằng nào mà đỡ được cái cờ này, Tề Thiên Đại Thánh. Bây giờ mình mới được này, một này. Ôi, có bia bảo khó khăn quá, kiếm tiền chậm khó quá. Đồng tiền đây nó gọi đồng tiền xứng máu đấy, đéo nào nó khó quá không ơi. Đồng tiền xứng máu à? Cái mà từ trước các bạn này. Wow. Anh hiểu không? Mình gọi là đồng tiền xứng máu, tích 4 chữ vàng này. Đồng tiền xương máu này. Đấy. Ông Oanh đúng phong cách của cờ của Trường nó khác. Đó. Tiếp. Nào nè. Đồng tiền xương máu mẹ đi nhở. Xương máu ấy Trường này. Được ăn. Lối cũ tao về dường như nó thế đéo nào nhở. Nguy hiểm quá Tường này. Ôi rồi về đây thôi. Ôi được rồi đấy, anh em muốn ăn gì thôi. Ôi mình cờ thấp chứ Trường ơi. Cao quá anh em mà sợ. Thấp thôi Trường ơi, thấp thôi. Thấp rồi. Thì là chóa bị đã tiêu bài đợi năm mẹ ơi, khủng khiếp. Không tưởng tượng rồi. Không tưởng tượng. Như nó nói nó mệt mình kệ rồi. Nó không phải đâu, đó được thôi. Mà không gì rồi. Không nghe, đừng mấy ngút ngàn. Biết rồi. Đấy. Một nhá. Sao đi không? Có đi theo không hay chiều? Dạ gối rồi, một thêm. Ôi ai cho dỗi giờ. Ở Sina đi ngủ đi mai nhận tiền. Về. Tại tan tầm biết không ạ? Giờ đến càng muốn càng hai mà anh. Thế mới đều. Mẹ chẳng qua nó chưa thuận tay, từ từ thuận tay. Bóc tay có chân là thế mới có chịu. Chả biết được. Nhót. Một nhót. Đâu từ về trước mà. Nhầm. Vờ bình phong mã sở trường của tôi. Đây này. Mất mẹ mà 27 giờ ngủ. Rồi sao thì quan trọng cái gì. Thôi rồi. Mà quánh cái kiểu gì chả chết, ông chỉ còn lâu mà muộn thôi, ông hiểu không? Đấy. Rồi, mà không đi là không phải đi, đứa nào đi thì không được nói. Tôi tí cây tôi có chửi bậy gì đâu. Nói không chấp nữa, không chửi bậy, cũng một chấp nặng như thế. Đi bừa rồi. Sao mà chấp được. Đi bừa hay chưa? Cứ bừa hay chưa? Úi dồi ôi. Rồi ông danh thủ để ấy. Của mới. Rồi sao? Gà mèo vờ. Thế à? Cái nước ăn đây gì này? Mình là người lính này. Dạy cho thế nào người lính này, đúng không? Game over. Game over. Anh xin like cười lại đi. Mắt nhìn ngó mắt. Mắt em buồn. Thôi đéo được rồi. Mắt em buồn nhung. Bạn em buồn, từ từ đã Trường ấy, từ từ. Vân ơi, cờ giang hồ phải cho người ta nói chứ, cờ giang hồ không cho người ta nói gọi là cờ giang hồ em. Không được, Trường không cho nói. Đường ai, còn thích không nói thì cứ đánh bằng phân thôi, không nói gì cả. Thằng nào bằng phân? Tuấn hiểu không? Bạn nào ạ? Tuấn hiểu không? Mắt em buồn quá Tường ơi, buồn quá Tường ơi. Đấy. Buồn quá đấy, về đi, xong anh em đi giao lưu tiếp, được không? Về. Ông ơi, vào đầu không cao nhá. Đi lúc này cao khủng khiếp, công nhận hay. Cờ những nước cờ giang hồ nó khác, không không? Đấy. Bạn mở ra cho tôi một cái nhìn mới về cờ Tường. Để màu đầu không phải là hay đâu, phải không? Đúng rồi, biến mới nhất cứng bây giờ là phải phá anh vốn. Phá. Phá. Không đâu. Phá. Lấy không? Đừng có hỏi vì sao tôi buồn, hiểu không? Đời em còn buồn nhiều lắm, hiểu không? Vì sao? Đừng hỏi vì sao tôi buồn, hiểu không? Đừng hỏi vì sao tôi buồn. Truyền chỉ thành tạo, đéo được. Hai không ạ? Trường bảo hai thì đéo ai mà đỡ được, nói mẹ chẳng bơi không? Đại ca Hòa ơi, đại ca lạ thì nó bao giờ mỏi được mồm đâu mà Huynh. Không ngớt. Hai. Bạc. Mình có bạc không? Bây giờ thôi nhá, đã ra ngồi thì bạc đi, bừa đấy Trường ơi. Con anh phải về Hà Nội đã rồi, mới gần hè mới vào Quảng Bình được. Mày cao quá nhỉ. Thế thì ông này đi nước cờ danh thủ thế này. Giờ xem nào, bạc lao đây đi đâu nhỉ? Từ xem nào ơi. Ôi giờ đừng nói chuyện giờ với Trường. Được. Đi. Lao đây. Lao đâu? Lao đây. Nó làm gì? Đi mà tới lượt ông đi. À đấy anh đi à? Ôi thì mẹ cờ thấp đi, cờ ngu đi mẹ. Ra cửa tấn công rồi đi ăn đi con ra đấy. Thế anh kệ rồi. Anh đừng nói. Có thêm tí không? Anh đừng nói. Anh đừng nói. Đừng có. Ngày hôm nay đây là vận động viên của em, không phải vận động viên của anh. Anh không phải. Đồ ăn à? Ông đang làm gì? Đánh cờ thấp anh thích chứ thế này. Hai rồi à? Một chuẩn bị hai, chuẩn bị hai cờ bình thấp mà đây ông thấy không? Đánh cờ như này thì ba vua làm sao à? Ông thấy không? Ba vua có phải thằng này nó phải đi ăn thì mẹ pháo đang ở đâu mà đi ăn? Rồi cao tuyệt vời. Nó bị điên à? Mình chưa bị điên nhá Trường nhá. Thường chưa bị điên đâu Tường ơi. Tường ơi, nguyện quá. Nguyện quá Tường ơi, nguyện quá Tường ơi. Nghe bánh cao thế này nguyện quá. Un quá Tường ơi. Un quá Tường ơi. Chắc ăn mặn mà phải trưa mới dậy rồi. Đánh vô. Gợi mẹ ai Tường ơi. Dậy không đâu rồi. Gợi mẹ Tường ơi. Gợi mẹ Tường ơi, đi bừa rồi Tường. Còn khói. Em còn son mà anh thì cũng còn son, hiểu không? Anh cũng còn son mà có làm sao đâu. Đi. Em như cô gái hay còn. Em như cô gái lon tơ. Đi. Lon tơ từ trong trắng đấy vứt đi rồi, bỏ lâu rồi. Đi. Bạc đâu. Anh đẳng cấp nó phải cao. Đi. Đấy, tùy bạn thôi, ai nói gì không? Bạn mật của tôi mà, bạn Hiền đó. Mà bạn Hiền biết câu gì không? Bạn Hiền san triền. Câu Hà Nội đấy, ông hiểu không? Câu ấy Hà Nội nó luyện lâu lắm rồi, không? Hà Nội chi chi, không? Hà Nội đó, niềm tin hy vọng. Un quá Tường ơi, đừng làm em. Anh ơi đừng làm em un nhá, anh đừng làm em un nhá, anh làm thì em un làm em. Đừng làm em un, đừng làm em un. Đừng làm em un. Bây giờ tính sao nhỉ, từ. Thôi được rồi, đừng làm em un. Thôi mà run con mẹ đi Trường ơi, sao phải ngợi thằng nào con nào đấy. Run mẹ đi, tính sao tiếp hiệp hai. Ông ấy run nào? Cả. Run nó. Hâm mộ. Ôi Tương thì mẹ có bia oánh nó bay ngay. Tao mày là một cái sự lựa chọn cực kỳ sáng suốt của tao. Đầu tư hợp lý. Bằng con bia không? Gì? Con bia không? Con bia. Tao đang hỏi ở bên phòng bia. Bao giờ lên 4 thì có lon mới. Yên tâm. Hai. Cứ lên 4 làm cái gì? Người ta đang đỡ kìa. Đỡ thì đèo thôi thì. Kệ người ta ăn đi, ăn uống thì ăn đi. Mình được phép à? Ông ơi. Ôi trời ơi. Bây giờ nếu mình buồn mình chiếu tướng người ta lên tướng đúng không? Xong là mình lại chuyển chỉ thành trảo đúng không? Chuyển chỉ thành trảo. Ông nói cái gì? Bố mày nói gì? Kệ mẹ tao, mày đừng ngồi. Biến chỉ thành trảo, biến chỉ. Nó gì tao có hiểu đâu mà. Nó có hiểu chưa mà hiểu. Rồi. Đúng rồi. Thế anh em mình chuyển mẹ. Anh em mày chuyển gì thành trảo ấy? Thuộc lắm. Thuộc. Anh em chuyển gì thành trảo ấy? Đây. Rồi anh em chuyển gì thành trảo ấy? Ôi Trường ơi, cờ thấp chưa? Ăn đây sao đúng không? Không được đúng không? Nếu mà đéo được thế thì đéo đi lên mẹ đi Trường. Ăn đây, ăn ra đây, người ta ra đây. Thôi tốt nhất thì mẹ cờ mình đắp chiếu vào tướng, chiếu mình lên sĩ, không vào tướng được Trường không? Cờ lên sĩ, hứa danh dự lên sĩ, đừng vào tướng Trường nha, chưa sai rồi Trường ơi. Biết mà ai đi ai dám đâu phải không? Ai dám đâu phải không? Biết tôi làm sao, tôi biết ông đi nước đây chứ ông cũng phải hỏi tôi nhiều ấy nhở. Thế tôi anh cờ tôi phải biết ông đi nước nào, ông đi cờ đẳng cấp nó phải khác ông phải không? Thế ôi trời ơi nguy hiểm quá Tường ơi. Thế rồi á đẳng cấp nó phải khác ông phải không? Đẳng cấp nó phải khác đó, đẳng cấp nó phải khác ông phải không? Ôi cao quá, run quá Tường ơi, run quá Tường ơi, ôi run quá Tường ơi. Thôi, đúng quá thôi. Bắt cục bắt cái gì không? Nhìn mình. Đủ 40 giây, mắt con nhìn đấy. Máy mắt con nhìn đấy. Tùy thôi không? Anh em thử cái nhá. Đấy anh em thử đấy, còn có đỡ được thì tùy bạn thôi không? Nếu bạn nghĩ bạn đỡ được thì bạn đỡ đi không? Đấy, thôi, ai nói gì không? Đủ giờ mà. Hello Trường. Yêu Trường. Tim thả tim. Điều này quá. Có bia nó khác này. Đéo có bia nó khác. Hello. Ngày xưa bảo thì nhà A Sáng là quý thì tiên, mình là thần thì tiên. Bây giờ thần thì túy kia tiền mình. Ông Dương chuẩn bị tiền cà phê đi nhá. Đâu ai đi nhở? Thôi bây giờ lại chuyển tiền nhân nè. Em phải chụp ảnh em gửi cho ông Đặng Quân. Ê đối thủ ngày xưa thì đó đấy. Mày ngày xưa. Mấy rồi? Hai. Video clip mới gửi cho. Em ơi rồi mày đây. Thế rồi. Yeah. Ai? Yeah. Cho mày cứ cho đầy hự cái đấy cho nó loãng nha, mày pha đạp phải lồn. Thằng mày ai Trường ơi. Anh em độ bia nha bạn nhá. Mua này đó bọn quà mình hết tiền về luôn. Mua đây đúng không? Ấn Độ lên tầng Nam đi. Mình chưa có tiên nhân chỉ vậy à. Đây. 3. Tưởng hay quá. Rồi khen mãi khen cả ngày. Cứ lên 4 là có một ly bia nữa. Lên 4 là có bia. Lên 8 lại có một lon. Thế mới bẩn. Còn mày không lên được thì đừng có mà uống bia. Mày biết. Rồi thì đéo đi cái nước cờ nhảy mã mầm mồm này á. Ok Thỏ con nhá, thay mặt Trường cảm ơn em. Thế ơi tranh thủ đi nước cờ này mình phải nghĩ thôi. Đéo hiểu cái nước cờ này. Được, hay quá. Không phải cái nước cờ này em chưa hình dung thế nào thôi. Trường nhẹ nhàng thôi. Đừng có cao Trường ơi. Đừng có cao. Đến giờ là chiên của Trường rồi. Đó, đến giờ. Hiện giờ là chiên sang chiên bạn nhé. Đến giờ của Tường rồi mà đố. Rồi cơ cao này run quá Tường ơi, cao này run quá Tường ơi, thẳng đi máy bay đây. Ui rồi ôi run quá Tường ơi, thì anh em mình máy bay đã không máy bay đi thôi đi rồi, đừng ăn vào đây bắt cục nhá, nguy hiểm lắm Tường ơi, chạy Tường ơi. Ngu rồi. Hay rồi. Cái đeo cỡ quên nhỉ. Trên đéo rồi đó. Thì mình nói đéo rồi trưởng. Đeo ơi mèo rồi chuyện của tôi. Ta có lẩu gì đâu mà đéo ta trưởng. Bạn cứ ngồi đấy. Bạn cứ ngồi đấy không? Bạn cứ ngồi đấy đi nhanh còn chưa? Bạn đi nhanh. Đấy. Tưởng mình hay đấy. Tao có lỗi gì đâu. Thì ai nói gì đâu. Không sao. Đếm nữa nha, từ anh nha. 23. Đếm một rồi biết đường giờ từ anh không? Để biết đường từ tầm nào. Đi. Bao bua chứ thế thôi làm cái gì mà dọa hết đời. Đấy. Dọa đời đây. Đấy không phải thấy ra. Thì người ta đi đàng hoàng như thế cô phải đi sai đâu mà ông phải lo nhở. Ông phải lo người ta đi nhở, ông phải ho người ta đi nhở. Đê. Tôi đi cờ thì ông phải yên tâm, đi cờ cực lịch sự luôn. Đê. À. Thì ra châu pha. Ôi giời. Thôi. Cẩn thận một tí hả? Cái gì? Anh Tân còn bao búa mấy hôm trước hơn cây thì cũng bao búa làm cái gì mà cháu về vào đó chả biết, đừng hỏi múa chả biết, đừng hỏi vì sao tôi buồn đi buồn cái gì buồn nếu ai hỏi vì sao chả biết, bạn đừng hỏi, bạn hỏi thì tôi đau đầu không chả biết được. Bạn ăn thịt người bạn cứ ăn thịt đi không. Còn không là bạn Gamel over thế thôi phải không? Đến bao nhiêu đâu này nha? 32 đúng không? Tùy thôi, thế hết con dao người không? Người lính đi sao mình ngợi? Tùy là tiếp tục đội trồng sắn. Đó. Tiếp tục đội trồng sắn. Có đường bắt tướng này hỏi báo nghe. Tiếp tục đội trồng sắn nhá. Tiếp tục đi không, đừng chiếu tiếp tục đòi giống thắng này sao mình ngợi thằng nào con nào đi tiếp tục nhá đánh cái gì nói gì không đâu à thôi phải chấp nhận xem cây còn một chỗ đây được xem cây cháu làm rồi đó xem cây ai nói gì đâu mày đi mụ mất cây là hỏng. Ai nói gì đâu. Ai làm nói gì đâu. Cái cơm em cũng không. Anh cháu nó ăn rồi đó rồi. Rồi. Đi rồi. Lúc sợ lúc nó lên uống xong bia nó có bốc hơn. Còn. Hay quá. Không nói nhiều. Tao mới là huấn luyện viên của mày thời điểm này không phải ông ấy. Ok. Đông nói chuyện với ông ấy. Kẻ địch đấy. Địch đấy. Địch có thêm tí riêng mà địch. Anh đúng. Bây giờ nếu mà phê địch đúng không? Phê địch có thêm tí nữa không này luôn mà ngày ván này đâu một ván thôi. Một ván thôi. Quán nhiều bánh dài làm sao mà phải mua. Không phải đấy. Anh có thêm không? Em đang thừa tí tiền đấy. Em đang rảnh tiền đây. Chưa biết bỏ ở đâu đây. Đang khát máu đây. Máu ơi, vừa chưa? Ông xem gì? Vừa chưa? Tôi đã thì làm gì có sách mấy vợ không? Mệt hết cả người không? Nguy hiểm lắm, đéo dây mấy bọn sách vợ đó. Đánh cờ đấy. Chào biết đâu mà đâu. Tường đi hay quá. Em chấp thêm một nước nữa cũng chả làm sao, chả có vấn đề gì cả. Còn đó. Đây hình cờ mình chấp lên một nước. Mình đang đi trước mình thành ra mình đi sau thì không có. Không nói chuyện với ông Tân. Mai ông thích, mai giải quyết ông Dương. Mai giả tiền bia sau thì chưa. Ông phải giả tiền bia đã. Đã tí hiệp đó. Chưa giả. Sớm muộn là giả, quan trọng cái gì đâu mà. Chạy vào đâu, chạy vào đâu. Nào. Hay quá. Chạy vào đâu? Nào, đưa đây, gầy đây. Anh một chén nữa, anh uống hai chén một à? Định cồn người quốc gia và đa quốc gia đề à? Ở đây mời. Máy bay mẹ đi trường ấy. Đưa đây. Âm của người ta lại cứ đi. Máy bay anh ơi. Thành đéo là cái chân chân nha. Nhân ở đâu về đâu người sờ trà mình kêu hay quá. Chân nhưng nó ra. Đéo hiểu ở đâu về. Chân mẹ chân nhưng nó ra. Con uống không? Con đéo hiểu đâu về hay quá. Hay hay như thầy tôi hay cả đời. Đéo biết được phải chặt chân chúng nó ra. Hay quá, tưởng hay quá, tưởng hay quá. Đâm tốt. Tường. Này thằng Hân nó hỏi thăm kìa. Yên tâm, nó Hân thì mẹ mà không tin cơ của anh thì tin vào ai? Mày không tin anh thì mày tin ai? Đê. Tường hay quá. Giờ bán vừa rồi thôi vẩn quá, đẹp thích. Đưa bà lửa đây. Đã một bán. Thì bây giờ Hòa có thêm tí nữa không? Vấn đây vẫn được thêm chứ ai nói gì không? Có thêm tí không? Thêm đi Dương Đông Hoa. Đồ quá mấy người rồi. Dương Đông Hoa thêm. Phải năm đâu này. Từ từ ngồi ngồi là. Thôi thôi anh đi đi. Rồi. Không biết. Thôi thôi cái này tao đi rồi mới không không. Người ta đi chuyện người ta đi người ta muốn làm tập gì trung rồi, tập trung này chuyện của bạn lại thì nhiều thì không có nhưng mà làm xịt là có này tiền thêm mà. Không vượt quá 50% số tiền đã đặt có ai hỏi vì sao để tôi cái này này hát hay quá không hát còn hay hơn đó. Không hát hay hơn nữa vừa rồi nó đấm tốt đến chết mẹ nữa thế kể tôi lắm đó. Ôi thì mẹ phải mày cứ nói thì có ai cổ vũ cái tiếng nói của mày đéo đâu mà. Lần nào mày nói cũng bị chúng nó lườm. Mà trách rồi nó chơi này nguy hiểm quá nhở. Lần nào mày nói bị chúng nó lườm. Cả hai thằng nó cũng lườm. Theo rồi. Khói khói toàn khói. Anh hát thế à? Bao nhiêu người Quảng Bình ở trên này mà anh lại bảo quay Quảng Bình quay quay toàn quay thì hóa ra là anh như nào anh chê à con này anh cân hát bài Quảng Bình khoai khoai toàn khoai ông vừa khoai khoai toàn khoai khoan hò khoan đó khoan mẹ khoan hò khoan đây là chắc Hòa cho anh đi chơi đấy còn đấy Hòa chơi chắc Hòa cho đó đi đồ nói giờ trạng hỏi giờ sao bây giờ anh Cơ bây cứ hỏi nhiều đau hết cả người ấy nhở cả người á chắc Hòa cho đó Hòa cho anh ấy chuyện của ông tôi cho biết được cái chuyện Tuấn nó ở đây đổi thay rồi ngô toàn ngô rồi múa hoàn hay quá em bận hay quá em đỡ khùng luôn với ngồi đó mà em trạng cái đi chọc cho quê lại rồi cái đi đấy quá ai lấy thằng Mạc cái rồi nói tử tế đưa đây là ác tiếng nói của hắn mới nói quá hầu vô châm nhanh đi không hết rồi thế thôi mọi người út thế rồi mọi người hoa thơm người ngửi tí thôi nước thì không pha cứ xin mẹ mưa ơi chưa ui rồi lông nách chè một nạm chè tàu một hơi mày lại ra lửa đây này độ 79 thế này độ 79 này ui giời ơi một búa lấy hà đều quá đều ơi từ từ đều đéo cái chuyện gì mà bây giờ bánh kẹo hỏng hết rồi Trung ơi kẹo hỏng hết rồi Trung ơi đúng không thôi em mẹ giờ đéo rồi nên cùng lắm là thua rồi làm cái đéo gì trời thì thua đéo rồi đấy đúng chưa? Cùng năm thì thua gì cùng năm đéo thì thua làm cái gì toàn béo em bị ăn cùng lắm là thua làm lần sau anh đừng tát em nhé tát em bằng cái anh chỉ phải làm cùng lắm là thua làm béo vào Facebook mình rồi mình kết bạn cùng lắm là thua làm mình là người nhân vật của cùng lắm thôi nhân vật về sĩ ơi đúng rồi về sĩ đúng rồi thì đi về ai cấm đi đâu về nhờ Về bừa chưa? Trừ là quánh miệng thì thoáng xí. À. Không? Quánh trừ là quánh quánh đứa. Sao? Rồi. Đó rồi. Đây về bốn bốn. Đây về bốn bốn. Đồng khoan trở về. Chết tôi rồi. Hết. Hết cái đoạn men bia kia rồi. Hết mang bia đâu. Hết bia rồi. Hết thuốc. Hết bia rồi. Hết thuốc rồi. Này mình lời trước à? Đủ coi không có mặt không bia đâu, mới hết bia đâu. Hết bia đâu muốn được. Còn bia không? Còn bia không? Hết bia rồi đâu muốn được. Về bom bom. Mình đi chứ à? Không. Mình đi trước là kia đi qua cung pháo. À. Qua cung pháo. Ok làm sao đấy? Về giả con bia đây đéo chơi bời kiểu vậy giả ấy. Về đây bây giờ đây đâu. Mẹ mấy ngày tao thua mấy trăm nghìn cờ long bia này chết tao. Thôi đưa thêm đi không? Không phải. Ok Trần à, tôi cũng thích Manchester. Manchester. Không phải hỏi không? Nó có thêm thì anh em thêm nữa. Thêm thì đưa tiền đây. Trường đừng có hỏi không? Xong rồi ngoài bán này thì tôi thề không? Thì tôi mà đéo thắng thì đéo rồi tôi chỉ cỡ. Không đấy. Dĩ nhiên. Thêm đi không? Thề luôn. Có thêm đi không? Thêm không? Thêm không? Thằng giả cả nước đây trời nậu này. Trời cả nước người ta có đưa tiền cho mình đâu. Đúng rồi. Chẳng có gì. Toàn cái đéo thì toàn gửi lời chào, đéo là thấy toàn gửi tiền gì cả. Gửi đi. Gửi lời chào đến ông kia. Gửi mẹ đây 500 1 triệu để anh em đi uống bia cà phê. Thì đéo gửi. Toàn gửi lời chào, chào cho ông chào cả ngày. Rồi cho nó nhanh. Tôi hứa là chuyện của tôi, còn tôi đánh thế nào là chuyện của tôi. Gà mèo à? Gà mèo vơ tiếng Anh mới. Đây tiếng Anh kìa. Hay lắm. À, ông cứ toàn ở đâu cờ cả ông cứ cao rồi không? Đây. Cái này. Có tứ giá mã sao mày hôm nào có thời gian mình sang đến mình thi. Thằng nào? Thằng nào để luyện tập tí nào? Đây. Đây. Thằng nào? Đây, tiền. Mẹ tôi đã hứa danh dự thì làm sao cái người câu nói nó khác đó. Mà có danh dự không? Sao danh dự không? Cờ là có danh dự, anh hiểu không? Trượt làm sao được? Đánh cờ mà trượt. Anh đừng hỏi cái kiểu là mày có danh dự không nhá, đừng hỏi kiểu sóc đấy nhá. Sóc nhau rồi. Không thích cơ nhá. Cờ thằng này danh dự cực nhiều đó. Cờ này danh dự đây em nói cờ này nhá. Rồi, gà mèo over. Rồi, Trường mà đánh cờ này thì Tề Thiên Đại Thánh đeo ai mà đỡ được. Nói mẹ thẳng ra. Có 10 Tề Thiên Đại Thánh đeo đỡ thôi chứ ấy. Run quá. Ôi thôi chặn. Mình về thành phố. Kinh quá nhờ, Lê Công Hân đang like sợ nhờ, like cho ông Trường sợ nhờ. Mẹ em tao nha ai hả? Vâng em không hết, mẹ không đéo ai cũng em. Em tao kệ tôi hả? Kệ tôi nói bố rồi. Mày mới là đông bạn nhất Việt Nam này này à, ông bạn ông 100 thằng tôi chỉ có 1 thằng thôi, tôi cần đéo nhiều đâu, tôi chỉ có 1 thằng thôi, tôi chỉ xin 1 thằng thôi, tôi chỉ xin 1 thằng thôi. Ôi họ quá tưởng này, họ quá tưởng này, run quá tưởng này, ho quá tưởng này, run họ ngò quá hoa. Mẹ đã nói thắng nhá, đéo thằng đéo anh cờ luôn, nghỉ cờ luôn, ngày mai là không nhìn thấy anh cờ luôn. Ngày kia vẫn đánh giải. Mai mình đánh, ngày kia mình mới đánh. Mai mình đánh. Tôi có nói đéo gì đâu. Thế Hoa ăn kìa, mẹ ăn Trung Quốc cũng tòi đến đây thì còn thần cờ nhập vào người. Nhẹ nhàng thôi, không? Tường ơi, nhẹ rồi, đừng đánh cao, cao chỗ em, trẻ con bon chen. Mẹ em Trương đã bảo oánh là chết thì thế không? Này, lời nói là mình phải có chất lượng anh em mới tin tay được. Thế này chấp được cũng phải đưa 4 năm không? Yeah. À, biết được. Cái gì? Chấp được không? Chấp chắc được luôn. Mẹ lời nói. Vũ Cải Lương hôm trước ngồi uống bia với anh bảo chấp 4 năm, Vũ Cải Lương đéo tin. Anh bảo chấp được. Mình lời nói là anh em. lời nói mình làm được là mình làm được. Thì là hôm bảy giờ uống bia với anh với Dương ông đấy, lời nói về Trường không được chấp được 4 năm, anh bảo chấp được, khẳng định là chấp được. Mày còn 2,5 năm. Ông đây là ông ao cải lương không, cũng này bắt cải lương à, cải lương mới tá mà ông hát cải lương á, ông hát cải lương. Ôi Trường ơi, cờ thấp Trường ơi, cờ thấp thôi Trường ơi, không, anh cao anh thế nguy hiểm ấm Tưởng ơi đấy, có phải thế không? Có phải là anh em cứ thế này không? Đường về quê xa mới lẻo này, đường về quê xa mới lẻo lắm đấy. Trường bảo được là phải được, làm sao mà trượt được. Ngồi chúng ta, thằng Trường nó là quốc tế đại sư từ khoảng hơn chục năm rồi nhỉ? Rồi, mày quốc tế đại sư từ năm bao nhiêu nhỉ? 10 mấy năm lâu rồi, đường nó xa lắm. Yên để bố mới nhớ đấy, bố mới còn nói chuyện với anh em. Nhớ này làm cái gì để tập trung là. Đúng không? Nó từ năm bao nhiêu nhỉ? Thằng này 2013. 2013. Tập trung là 2003 chứ. 2003. 2003 này. 2003. Ờ đúng rồi, 2003 không? Ông phải để tôi tập trung. Rồi. 03, 04 này thì 05 này đi. Ông hiểu không? Thôi Trường ơi, đừng mất cục chú lắm. Quá. Được. Biết chứ. Được. Từng biết đấy. Quốc tế là sao rồi? Đéo được, nguy hiểm, đéo được, được rồi. Lối cụ tao về. Quốc tế đại ca. Ôi lối cô về nhá. Mà thôi nhá, đã là mình đã là người lính nhá, hiểu không? Đánh cờ thế mới là giang hồ, hiểu không? Người lính đi Trường ơi. Đi. Quanh thế này mới là người lính này, hiểu không? Không là anh em đây đâu, ông ấy đơn giản không? Đi. Đơn giản tôi là Maria Lopez. Đi. À vẫn đỡ à? Maria. Ôi Trường ơi thấp đi Trường. Tiện tay con nào đi con đấy, tiện tay. Tiện đi Trường ơi. Cứ tiện tay đi Trường ơi. Ở đây anh em cờ thấp đó, tiện tay Trường họ oánh đi làm sao mà trượt được. Hay, đúng tiện là tay, cào nói là làm tiện được. Tay bán này không cắn, không đánh cờ. Tiện tay ăn lên này. Cái gì vào đường tiện tay ra. Ở tiện đây đi. Ôi bài thượng ra rồi. Ở đây. Đấy, 1-0 nghiêng cái đội trong trắng. Một hay quá. Đó. Phải mình lo anh bảo trước. Anh em tả tin ván cờ hay đi. Không phải là thắng đâu mình nói đâu. Mình nói trước khi đánh, ông hiểu không? Hay. Phim này hay này. Ôi giời cố ý, mẹ giờ này tốc độ rồi. Đêm khuya rồi em ngủ đi em, hiểu không? Rồi đến giờ lại bài em ngủ đi em nhá. Ôi thế em ngủ đi em à. Ôi mình đá kiểu à. Đéo biết sách bây giờ mình lại đá. Thi ra châu pha. Thi ra châu pha hả? Ông hiểu không? Hai. Nó học bài chế không? Ông biết 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 bài chế không? Ghê. Giá còn kè, chắc 4 năm. Giá bằng gì cũng mẹ. Ông ơi, ông Thường ơi. Đau hết cả đầu. 3 năm luôn, chắc 3 năm. Lá bằng kè giá mẹ. Hân ơi, chuyện đấy nói chuyện ở trong inbox ấy nha, trong tin nhắn riêng ấy nha, không nói chuyện ở ngoài này nha Hân nha. Chuyện tình đối ta như thuyền xa bên đỏ. Nghe rồi chứ? Đúng. Người ta nghe được hết. Người ta chat mình nói chuyện. Tức là người ta chat mình thì nói. Chuyện tình đôi ta như thuyền xa bên đỏ. Mấy trăm ông nào nói thì vỡ cái điện thoại rồi. Ôi. Danh thủ này có vẻ cao nhờ. Ôi dồi, danh thủ này chắc là thơm. Uống bia 33 là Hân này, uống bia 33 hiểu chưa? Bia 33 là Hân này, hiểu chưa? Thôi, danh hiểu rồi. Hân đã hiểu chưa? Đang hết mẹ bia Hân này. Danh thủ. Hân Hà Nội à? Không, Hân thành phố Hồ Chí Minh. Cao quá. Ôi đi mẹ vừa chưa? Mẹ đánh cờ toàn như danh thủ này nguy hiểm. Ôi đi bừa mẹ chưa? Cứ chỗ nào đi được đi, bây giờ mình đừng có nghĩ, không nghĩ làm gì sao hai làm gì cho đầu to mất cân, học làm gì giàu co mất cân, học làm gì cho ăn hận cuộc đời. Hân thông minh đấy. Thế còn ra người nó lên xí cho anh. Trường đang dẫn một ván anh em nhá. Xong mười mấy ván rồi. Đây thì đánh mười mấy ván mới dẫn được một ván. Độ nặng quá. Mười mấy. Độ lặng thì mới ăn được tiền, những độ nhẹ thì ăn làm sao được tiền nhá. Đấy. Rồi nha. Đến mày đi ấy. À, kệ em. Quên mẹ mình đi không đi mẹ bừa chưa? Tiện mẹ tay đi trường. Tiện mẹ tay đi trường. Đối đánh cờ toàn đi những nước cờ thế này. Thảo nào mà hôm tối chưa? Hàng vậy. Răng lò phá ở phòng nào? Hết bia rồi à? Ván này lên 2 là lấy cho ly bia nhá. Phải lên được 2. Thank you. Thì mẹ người lính rồi, ông phải hiểu là thế, ông hiểu thế nào người lính chưa? Thì mẹ nói được, đã nói được là phải làm được, phải không? Mà nói được mà đéo làm được thì đúng phải là người lính. Lúi à? Biển đéo có lúi. Đấy. Đấy. Lúi với cả sông này, sông mới lúi à? Đấy. Anh nè, nè, sông mới lui mới hết cả người. Việt Nam ơi, Việt Nam, Việt Nam ơi. Ôi, cưỡng mà hiếp nó đi nhở. Cưỡng mà hiếp nó đi đéo ấy trời. Ôi thấp mẹ ấy trời, đéo ấy cao. Hoài nhá. Không, lại lối hoài kinh về, không được. Cô đi, cô lại về. Cô đi trong gió, cô về trong mây. Nhá. Này, cô đi cô lại về. Này hot này đi. Đi mây với gió này. Đừng có hỏi vì sao tôi buồn. Anh em mình còn nhiều cái chuyện buồn lắm này. Được. Thẳng con mẹ tiến đi. Tùy đấy. Đây. Tùy. Điệp bảo tùy luôn. Điệp nó bảo rồi. Đó. Này gì vậy? Điệp nó bảo tùy rồi. Đi. Tùy. Ôi dừng chiếu đi về. Điệp đã bảo tùy rồi. Ôi run quá Tường ơi. Điệp bảo tùy. Phải về đây Tường ơi. Điệp đã bảo tùy rồi không? Điệp đã bảo tùy rồi không được. Về không? Thơ thảo mẹ đây đi đéo cho chị. Đúng rồi Thái Lê ơi. Quốc tế đại sư có nghĩa là người đã vào đội tuyển quốc gia và đi thi đấu quốc tế được huy chương châu Á. Thì là quốc tế đại sư. Huy chương bạc đồng là quốc tế đại sư, đồng đội là quốc tế đại sư. Con mẹ ai sao không tính sao? Ê. Còn huy chương cá nhân thì là đặc cấp quốc tế đại sư. Ui mẹ ai chưa? Ôi đây không, thế này tiền đâu mày, yên tâm. Ở thì hòa. Có thịt mẹ làm cỡ, đi ngủ thế nhỉ? Đi mẹ thế này điên rồi. Đây cho em à, hoa đi hoa làm đéo ơi. Em 42 nhá. Mẹ đi hoa đèo nhá. Đâu mình được 1 thôi. Tao đang 42 là từ nước 42. Còn 52 làm cái đeo cho đời no đi. Anh lại trà trộn nỗi buồn đau ta nằm vào lấy gội đầu đi. Mới đi cắt tóc à? Tóc không phải gội đầu. Gội đầu thì phải gội bằng tăm. Vớt keo vớt cùng vào nó mới chết. Mà sao em ơi. Ông ơi, xoan tự nhiên xoan. Ôi trái tim đéo ơi về đây đã trái tim nè. Mấy ông béo suốt ngày buồn ngủ. Trái tim đéo ơi, mình trái tim. Trái tim mẹ đi, giờ để trái tim lắm rồi không? Trái mẹ tim thì đéo chưa? Thử vừa hay chưa? Đéo bây giờ thử vừa. Ôi đừng bắt cục phải nói chứ. Không phải nói mà. Đếm nước nhá, đi đến đâu mà nhá. 3 lần thôi, không được. Đúng rồi. Cái gì không? Từ 50. Chơi đấy. Đếm nước. Một vòng mới kệ một vòng đấy. Vòng đây. Vòng kệ. Thằng mẹ đi ăn đi tùy chả làm sao. Hòa thì hòa, chả làm gì. Mình chưa bị điên, được không? Ông được không? Sức mẹ tướng ấy. Từ 68. 68 đấy rồi nha. Từ 79. Đều à? Đều về bom bom. Nhiều ơi, mở tủ lấy chai bia. Vẫn phải đầu tư, vẫn phải đầu tư. Mới dầu tàu mình chạy, vẫn phải đầu tư. Mình tham thôi hòa. Hết thuốc một cái rồi. Hết sạch á? Mày bấm nhiều không mày gọi 25 bia đây. Hay à, hay à. Bình rồi. Bấm ra đi. Bấm đi đi. Bấm nhiều không ai trai rồi. Ngày mai không đánh cờ nhá. Chả biết, tôi cứ đá vừa. Đang hòa đấy Dương nhá, chưa biết ai mời cà phê đâu Dương nhá. Nguyên Thế Tiến anh cảm ơn em. Trận độ này kinh nhỉ. Nhiều cái kinh anh ạ, còn nhiều cái sao một đéo là thì mẹ cứ đưa một ván thế này nguy hiểm quá trường ai đéo nguy hiểm nha vừa ấy chưa sách nó dậy thế thì phải đi thôi viêm sao được sang tiền nhưng sao ông tưởng hay hẹn nhau hết tưởng là hay sang chia yeah. Thế ra một người thế anh em đấy còn ra một người đó à, anh em ra một người đấy thế anh em bảo ra một người đấy yeah. Máy bay mẹ đi Trường ơi đấy đấy máy bay mẹ Trường ơi ôi run bỏ mẹ Trường ơi đéo được tiến kỷ nguy hiểm bỏ mẹ đéo được cho ai không Trường có làm gì đâu ông em về không cho kẹp cổ không được đéo nguy hiểm không được này thì sửa thì cứ sửa ai nói gì không thì mẹ mày đổ long bia vào tao mày không đền long bia bố ơi bố đi gọi bia cho mày đi nói chuyện nó thì ông tôi đang nói chuyện vui tôi có nói gì đâu mà ông chả hiểu tôi đang nói chuyện vui mà ông thấy những cái nước cờ nó đẳng cấp nó phải như thế này không mình đang nói chuyện vui với nhau mà mình đang nói chuyện vui chứ tôi có làm gì đâu à. Ôi giời anh Cường ơi ôi có nói gì đâu à? Không không